Để bác YouTube bác quay video lại cho bạn này nhá. Để bác nhắc lại này. À, cái bài toán gốc công năng của chúng ta là bài toán sinh hoán vị ngẫu nhiên. Thì cái bài này nó có nghĩa rất là quan trọng, cùng trong rất nhiều bài toán khác nhau. Thì chúng ta sẽ làm bài đầu tiên đã. Bài đầu tiên là cho trước số n dãy gốc a, dãy ban đầu là các số từ 1 đến n, và chúng ta phải viết một chương trình để sinh ra cái dãy b là một hoán vị của a, và đầu bài là như thế này. Đầu bài là giáo viên là yêu cầu là học sinh nhập một số tự nhiên n từ bàn phím, sau đó là giáo viên hỏi như này, học sinh trả lời như thế này, và đây là thuật toán. Đây thuật toán là chúng ta tạo cái b đầu tiên là xóa hết đi thành rỗng đã, xong tạo ra một cái dãy phụ đặt tên là tem, và đầu tiên đặt bằng chính là a đó. Sau đó lập n lần như thế này, lập n lần mỗi lần như sau, là gọi k là một số ngẫu nhiên từ 1 đến len của tem, và lấy phần tử thứ k của tem bỏ vào b. Sau khi bỏ vào b rồi thì xóa phần tử thứ k đi khỏi tem, như vậy là cứ sau một lần cái tem nó giảm đi một phần tử, thì sau n lần tem nó về rỗng, và a cái b nó chính là đầy lên, nó chính là một hoán vị của a đó nhé. Thì chúng ta sẽ thấy cái này nó cũng khá đơn giản thôi, nhưng mà nó làm cái thuật toán rất quan trọng. Bây giờ bác chúng ta làm cái này nhé, các con nhìn bác làm đơn giản thôi nhưng mà nó là quan trọng. Đây ta làm cái này nhé, đây sẽ là bài đầu tiên của hôm nay, tên là bài 81 nhé. Hôm nay buổi thứ 8, thì chúng ta làm đúng theo cầu của đề bài đi, các con nhìn bác làm cẩn thận nhé. Đây chúng ta tạo ra hai nhân vật là giáo viên và học sinh. Đây giáo viên nhé, để ở đây nhá, và tạo ra học sinh nhá, sinh để ở đây này. Đấy. Được chưa, để ở đây và cho học sinh nó bé đi một tí, nó bé đi nhá, hãy cho nó hay thôi, để ở đây nhá, và cho học sinh này nó học sinh nó cái này nhé. Rồi được chưa, rồi thì cái làm như sau này, chúng ta sẽ tạo ra các nhân vật như sau nhá. Bị vướng ở đây nha. Chúng ta sẽ tạo ra ba cái dãy gốc, dãy A là dãy gốc nhá, tạo ra cái dãy A này. Tiếp theo chúng ta tạo ra cái dãy B, dãy B là dãy kết quả đầu ra, còn dãy tem là cái dãy phụ. Chúng ta các bạn chú ý luôn, phải cần cái dãy là phụ để chúng ta dùng để siêu hoán vị. B là dãy kết quả, còn tem là dãy phụ đó. Thì cái thuật này là như vậy nhé, cần một dãy gốc này ban đầu này, dãy kết quả có thể ghi là cái gì đó nhé. Này là cái gì đây, rồi và dãy tem. Rồi chúng ta tạo ra cái biến n là cái số mà nhập vào cái bàn phím nhé. Rồi cái làm như sau này, chúng ta làm đơn giản thôi, các bạn quan sát bắt cẩn thận. Sau đó chúng ta sẽ làm lại cái bài này, cái bài này là bài quan trọng. Tùng vào rồi đây này nhé. Đây chúng ta lập trình cho giáo viên trước nhé. Đây cái này này. Thì đầu tiên là giáo viên sẽ yêu cầu học sinh nhập số n từ bàn phím. Chúng ta dùng lệnh này nhé. Đây, nhập. Chúng ta có sắp bắt lần làm để hiểu nhé. Nhập số tự nhiên n. Đó. Và sau đó là gán cái biến n này này là cái số học sinh nhập từ bàn phím đây. Chúng ta gán bằng cái answer này. Được chưa? Rồi. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần mà sinh hoán vị nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta là nhập cái dãy A đã, dãy A
dãy A chính là 1 thì 1 n, và sau chúng ta sẽ nhập cái dãy tem, tem chính là bằng A, bằng A. Thì để ta nhập luôn này. Đây chúng ta tạo một cái, chúng ta phải có một cái biến K, tạo một biến K là biến chạy thôi, biến chạy nhé. Và đặt như sau này, đặt cái biến K là đây là 1 này, và chúng ta sẽ cho một cái vòng lặp là n lần, n lần, n lần. Đó nhé. Và chúng ta lần lượt ta sẽ bổ sung cái biến K này từ 1 cho n vào A. À, trước khi mà chúng ta mà trước khi mà chúng ta muốn tạo cái này, chúng ta sẽ phải xóa hết A và B và tem đi đã. Như vậy đầu tiên phải có 3 lệnh. Lệnh đầu tiên là lệnh xóa on cái A đi này. Tiếp theo là cái lệnh xóa on kia B đi này. Tiếp theo nữa là cái lệnh xóa cái kết quả cái tem đi. Ba cái này đầu tiên muốn chúng ta phải xóa hết đi nhé. Cho nên để ở đâu nhỉ? Để ở trên cùng rồi nhé. Đó. Đầu tiên là việc đầu tiên chúng ta làm. Rồi. Đầu tiên là xóa ba cái này đã này. Xong ở đây là cái đoạn chương trình ta nạp kia dãy số từ 1 n vào A. Làm nạp như thế này. Đây. Nạp vào A nhé. Nạp K. Đấy. Và sau đó tăng K lên một đơn vị. Thì cái vòng lặp này này, lặp này là nó là bổ sung K, K chạy từ 1 đến từ 1 tăng lên 1 đến N, bổ sung K vào A nhé. Được chưa? Thì theo thuật toán thì chúng ta sẽ phải tạo ra cái dãy tem là cũng bằng dãy A. Chúng ta ở đây ta gắn luôn thôi. Ở đây chúng ta gắn luôn là S luôn vào cho tem luôn nhé. K đây. Vào K luôn. Như vậy là bổ sung K vào A, bổ sung K vào tem luôn. Thì cái đoạn chương trình này là đoạn chương trình là nó mà, là nó tạo ra cái ban đầu của A nhé. Và sau đó là giáo viên sẽ thông báo trên màn hình và yêu cầu học sinh là sắp xếp, được chưa? Thế bây giờ giáo viên sẽ thông báo này là dãy gốc là, đúng không? Giáo viên dùng cái lệnh là lệnh lúc như này thôi. Ở đây nhé. Đấy. Rất đơn giản thôi. Nối nó vào như này thôi. Dãy gốc, đúng không? Dãy số. Dãy số gốc là, và chúng ta hiển thị cái A này ra thôi. Đấy. Được chưa? Và sau đó thì giáo viên sẽ gửi một thông điệp yêu cầu học sinh là làm bài đi hay trả lời đi, đúng không? Dùng cái lệnh gửi thông điệp học sinh là trả lời đi. Trả lời. Đấy, sẽ khi nhận thông điệp này thì học sinh sẽ là sắp xếp lại, tức là sắp xếp lại mà sinh ra một hoán bình ngẫu nhiên đưa vào B, đưa vào B nhé. Rồi thì chúng ta sẽ quay sang học sinh. Đây là chương trình cho A đây, cho giáo viên đây, còn học sinh đây. Học sinh mà thì khi nhận được thông điệp trả lời đi thì học sinh bắt đầu làm thực hiện cái việc là thiết lập một cái hoán bình ngẫu nhiên đưa vào B. Thì đây chữ thuật toán đây, nó là đây này. Đó. Cái làm là như sau, chúng ta làm cẩn thận nhé, chúng ta quan sát lại rất đơn giản thôi. A giáo viên là tạo ra dãy A và tạo ra dãy tem bằng dãy A. Dãy B đây đã xóa rồi nhé. Và học sinh sẽ làm cái việc là bắt đầu là hoán vị. Thực ra cái lệnh hoán vị này là cũng đơn giản thôi. Làm như sau này. Học sinh sẽ lần lượt thực hiện có biến K chạy là 1 và lặp là n lần, lặp n lần, n lần, mỗi lần lấy phần tử thứ, xin lỗi cái ca này không cần, lặp n lần, mỗi lần như vậy là lấy ra một phần tử ngẫu nhiên của tem, xong bổ sung cái đó vào b, sau đó là xóa đi phần tử của tem, làm n lần như vậy là xong. Làm như sau nhá, đầu tiên là lấy một phần tử ngẫu nhiên của tem. Thì chỗ này phải đặt là cái pick phần tử ngẫu nhiên của dãy tem là từ 1 đến độ dài của tem. Đây chính là dùng cái gì? Dùng cái length của tem. Đây. Được chưa? Sau đó là lấy phần tử thứ K của tem và đưa vào S và đưa vào B. Đấy, đưa vào B. Đưa vào B nhá. Đó, đưa vào B. Lấy ra phần tử thứ K của tem. Đây. Tem này, đây ta vẫn lấy là cái, đây là cái tem của nó nhá, cái tem đây. Lấy phần tử thứ K của tem. K của tem. Mà đưa vào B. Đó, đưa vào B.
Sau khi đưa vào B rồi thì xóa phần từ này đi của cột em, xóa đi, phải xóa đi để cho nó không bị lặp lại nữa. Là ở bước sau ta phải xóa đi. Xóa đi phần từ thực căn của cột em. Thì đây thì sau n lần lặp lặp này thì là ta tạo được cái bảng B này, chính là cái hoán bị của tem. Mà tem chính bằng A thì nó chính là hoán bị của A. Các bạn có hiểu cái này không? Cái này hơi khó một tí nhưng mà ta làm cái hiểu ngay, tại vì ta chạy thử thì thấy ngay nhá. Đây. Chạy đây. Bây giờ thầy gõ vào là 10 chẳng hạn, 10. Nhá. À học sinh phải trả lời chứ. Học sinh phải trả lời đây, học sinh xong học sinh trả lời chưa trả lời. Đây, trả lời. Học sinh trả lời như này. Đấy. Hoán vị của dãy trên là, đúng không? Đấy. Chưa trả lời. Hoán vị của dãy gốc là, và đưa ra kết quả thôi nhé. Đưa ra kết quả là chính là cái B, dãy B. Cái thuật toán này các bạn sẽ phải làm rất nhiều lần, làm đi làm lại cho nó quen dần đi nhé. Làm lại từ đầu này. Đây nhé. Bây giờ thì chỉ có 6 thôi. 1 đến 6 thôi. Đây này. Thì dãy gốc là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một hóa viên ngẫu nhiên của nó là 3, 6, 4, 5, 1, 2. Các bạn thấy cho nên nó không trùng lại, không lặp lại đâu. Làm một cái dãy nó chính là cái này. Nhưng mà nó hoán vị đi. Để cách làm như sau này. Cách làm lấy một từ bất kỳ của dãy gốc này. Đây. Thì gốc bất kỳ là ngẫu nhiên nhất của gốc này. Xong đưa phần tử đó vào B. Xong xóa đi phần tử đó khỏi tem. Xong lại lấy phần tử khác nữa của tem, đưa vào B. Xong lại hoàn xóa đi. Cứ như vậy. Lấy phần tử gốc vào đây, đưa vào đây. Xong xóa cái từ ở đi. Lấy phần tử tiếp theo, đưa vào đây. Cứ như vậy. Một lần lấy ra cái này là lấy ra là lần ngẫu nhiên. Vậy sau một vòng lặp N lần thì ta thu được một cái dãy kết quả là hoán vị của B. B thì là dãy kết quả của A. Vậy A là đầu vào, A là cái dãy gốc. Dãy gốc đây, sau phần N phần tử từ 1 cho đến N. Còn B là dãy ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Được chưa? Là một hoán vị ngẫu nhiên của A. Các bạn đang hình dung được chưa? Nếu các con tranh thủ nhập cái này vào máy tính của mình đi. Các con ghi lại với cái tên là bài hôm nay là buổi thứ 8. Ta ghi là bài 82 nhá. Ta lưu vào cái thư mục của chúng ta và chúng ta ghi là bài 81, xin lỗi, bài 81 nhé. Đó là bài đầu tiên của mày. Bài đầu tiên này như là bài rất quan trọng. Được chưa? Một cái bài rất quan trọng. Đấy, chúng ta chú ý nhá. Tức là bài đầu tiên, nhắc lại này. Bài đầu tiên là nhập số tự nhiên N từ bàn phím. Được chưa? Từ bàn phím. Sau đó là giáo viên yêu cầu học sinh tạo ra một hoán vị ngẫu nhiên của 1 từ 2 đến N. Và ra hiện như thế này. N có thể là bất kỳ. Vì bác chạy thử với N bằng số lớn nhé. N bằng chạy lại nhé. N bằng 20 chẳng hạn. Nó ra nó số như thế này. Đây. Đấy không nào? Dãy gốc. Dãy gốc là từ 1 đến 2 đến 20 đây. Còn dãy hoán vị của nó đây. Làm dãy nó hoán vị đi bằng cách là ngẫu nhiên. Các số của dãy thứ hai này của dãy bên này chính là của dãy A nhưng được đổi chỗ đi một cách ngẫu nhiên. Đó. Cái này rất quan trọng nhé. Đấy. Nó dùng ở trong cái bài toán cái phần mềm mà các con cần phải cho sinh làm bài kiểm tra đấy hoặc là học gì đó đấy nhé. Ví dụ cái bài cái hồi nhớ các bạn con có cái bài tập mà cái phần mềm mà cho sinh học cái bảng chữ cái tiếng Anh chẳng hạn. Thì chúng ta cho học sinh cho là chúng ta cho học sinh cho hiện ngẫu nhiên một chữ cái ra và cho học sinh nghe chữ cái đó thì dùng chính cái này ta sinh ra các cái chữ cái ngẫu nhiên của bảng chữ cái, ví dụ như vậy. Rồi thì bác cho con 10 phút nhất được không? 10 phút cái con ghi cái này vào máy tính của mình đi. Và cái bài này con sẽ phải xem đi xem lại nhiều lần để nhớ nhé. Để nhớ. Bài này quan trọng. Đây, bác cho màn hình, đây là cái màn hình của giáo viên. Đây là màn hình của học sinh nhé. Coi con làm đi. Con nhập vào đi. Nhập xong rồi thì nói bác nhá. Được phép làm trong làm trong 10 đến 15 phút. Ừ, con ai làm rồi thì tốt quá, kiểm tra lại đúng không nhá. Nhắc lại là rất quan trọng đấy. Ở cuối buổi hôm nay chúng ta sẽ làm một số các cái game, các cái chương trình học tập mà bài bản.
là chúng ta sẽ thấy là cái thuật toán này là nó quan trọng như thế nào nhé. Một số bạn vào muộn đấy thì tranh thủ và nhập máy tính vào nhá, nhập vào máy tính nhé. Xong chưa thì kêu nhá. Con xong rồi ạ. Tốt. Con xong rồi ạ. Quá con tốt. Thì chưa xong. Con xong rồi ạ. Tốt tốt. Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ trên màn hình chưa? Cái phần này chính là cái phần lõi đây. Cái phần này là phần lõi nhất này. Đây là phần lõi của cái thuật toán là sinh hoán mị. Tức là cái làm như sau, chúng ta copy cái dãy gốc A vào cái dãy tem. Dãy A thì giữ nguyên. Xong từ dãy tem chúng ta lấy nguyên ra một phần tử đưa vào dãy kết quả, xong lại xóa phần tử ban đầu đi, xong lại lấy ra một phần tử nguyên khác, cứ thế lần lượt làm n lần là xong. N lần lấy ra phần tử ngẫu nhiên từ cái dãy tem đưa nó vào b, đưa cái và đưa xong rồi thì xóa phần tử đó đi, lại lấy phần tử khác. Làm sao giáo viên đây, thực ra chúng ta có thể đưa toàn bộ sang giáo viên thì cũng được, học sinh khỏi phải làm gì, học sinh chỉ việc đưa kết quả thôi thì cũng được các cháu ạ, khỏi phải đưa ra hai màn hình thì cũng được, các con tùy các con nhá. Chúng ta xin thoải mái nhé, bây giờ xin ra một số to hơn này, 50 chứ ạ, 50, 50 số này. Ở bên trái là dãy là 50 số từ 1 đến 50, bên phải là dãy các cái phần tử ngẫu nhiên sinh ra từ bên trái. Cái dãy bên phải này không bao giờ bị không bao giờ bị trùng nhau. Đó.
Xong chưa? Cho xem học sinh. Đây học sinh đây. Cô ngồi à? Con xong rồi ạ. Ừ. Còn bạn thì còn một hai bạn chưa xong thôi. Con xong rồi ạ. Tốt. Xong chưa? Thôi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Bài tiếp theo. Thì cái bài này là cái bài mà sinh một cái hoán nguyên ngẫu nhiên từ dãy từ 1 đến n. Có cái bài sau nó tổng quát hơn. Bài sau là sinh hoán nguyên ngẫu nhiên không phải từ 1 đến n mà tổng quát luôn. Tức là cho trước không phải các số từ 1 đến n mà cho các số là a1, a2, an. Đó. Dãy gốc A là A12AN cần phải sinh hóa nguyên ngẫu nhiên của A mà đưa vào dãy B. Đúng như vậy, dãy B. Thuật toán là giống hệt cái bài trên, chỉ khác là không phải là các số từ 1 đến N mà là A1A2AN nhé. Cái làm như sau này, tạo dãy B rỗng này, tạo dãy tem phụ bằng A này và lập N lần, tức là N lần. Lấy ra phần tử ngẫu nhiên từ 1 đến của tem, xong đưa vào B, xong xóa phần tử đó của tem. Đó, thì đây là toán giống hệt như toán của bài trên, nhưng mà chỉ khác là cái dãy này là dãy bất kỳ, không phải là số từ 1 đến n. Chúng ta làm nhá. Đây bài 82 như này. Giáo viên yêu cầu là nhập một số tiến n bất kỳ, sau đó yêu cầu nhập n số bất kỳ. Đó, là không phải từ 1 đến n mà là bất kỳ. Giáo viên yêu cầu học sinh tạo ra một hoán nguyên ngẫu nhiên của số đã nhập. Giao diện chính cứ tựa như hình bên. Lần hai giống bài trên, chỉ khác là cái bài này, bài 82 này, cái số này không phải là 1 đến n mà có thể là bất số bất kỳ. Chúng ta nhập vào số bất kỳ nhé. Được rồi, thì chúng ta làm bài 82 nhé. Bài 82 làm cái bài là nó là một cái tổng quát của bài 81. Bây giờ chúng ta new một cái bài cho bài 82. Đây, đây nhé. Làm bài máy tính. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta xóa đi cái con mèo này đi và chúng ta sẽ tạo ra giống như bài trên, chúng ta tạo ra là hai nhân vật là cô giáo và học sinh, cũng giống như trên thôi. Cô giáo ở đây nhé, học sinh này, chúng ta dùng cái em bé bất kỳ ai cũng được, em bé này hay là ai cũng được nhé. Đó mà biến bắt cho nó bé tí lại này, đây nhé, ở đúng đây nhé, mà cho nó cho con này nó xoay lại. Xoay lại. Rồi. Rồi. Bây giờ bắt đầu nhá. Cách làm là giống như là ở trên. Nhưng mà chỉ khác ở cái chỗ và cái dãy A là được nhập vào thôi. Rồi bây giờ bác tạo ra là ba cái dãy. Dãy A là dãy gốc. Đúng không? Dãy B là dãy kết quả cần phải đưa ra. Như vậy giáo viên sẽ hiển thị dãy A. Còn học sinh hiển thị dãy B. Còn chúng ta luôn phải dùng cái dãy là dãy phụ. Và tên là tem. Dãy trung gian để dùng để mà chúng ta dùng trong quá trình chúng ta sinh ngẫu nhiên. Khi dùng xong rồi thì cái tem nó về rỗng, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập tạo ra cái biến số là cái số tiên n nhé. Và tất nhiên là khi nhập từ số 1 chúng ta cần cái biến k. Đấy, các bạn tạo đi, các bạn tạo là hai cái biến là biến n và biến k và ba cái dãy là a, b và tem. Bạn làm trước nhé. Con khi làm xong con sẽ nhập lại nhé. Bài này sẽ đặt tên là bài 82. Ta ghi vào luôn mà hai bài rất quan trọng, hai bài đầu tiên của hôm nay. Nó mang tính là mô tả cả một cái thuật toán mà chúng ta sẽ dùng rất nhiều lần ở trong cái bài sau của các bài tập sau đây của cái bài tập này nhé. Đây là bài 82. Hai bài này con ghi ra đấy, nó quan trọng rồi. Nha. Thì đầu tiên là giáo viên này,
Giáo viên bạn này bắt làm là giáo viên sẽ làm trước luôn này, giáo viên sẽ làm trước và học sinh chỉ việc hiển thị thôi nhé. Đây. Giáo viên yêu cầu nhập sinh nhập số n và sau giáo viên sẽ yêu cầu nhập từng số một từ 1 đến n. Đầu tiên nhé, giáo viên yêu cầu là học sinh nhập đây. Nhập số tự nhiên n đó, n xong học sinh sẽ nhập vào và giáo viên sẽ đặt cái biến là biến n chính là bằng cái gì, bằng cái học sinh chúng ta nhập vào đó. Như vậy là khi bắt đầu vào công trình thì là chúng ta nhập vào số n từ bàn phím và đưa vào cái biến là biến n. Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh là nhập từng số một a1 a2 chuyến an để giáo viên sẽ lập cái vòng lập thôi. Đầu tiên cho đặt là set k bằng 1, k là cái biến chạy nhé, biến chạy 1 đến n này, mà chúng ta lập bao nhiêu phần tử, lập bao nhiêu thời gian, lập n lần đúng không, n lần. Giáo viên yêu cầu là em hãy nhập số, em hãy nhập phần tử thứ k, phần tử thứ 1, thứ 2, thứ 3 nhé. Chúng ta phải dùng cái này là nối cái nhé, em hãy nhập phần tử thứ mấy, chúng ta phải nối các cái lại nhé. Được rồi. Operator này, chọn này. Em hãy nhập phần tử thứ k. Đấy, đúng không? Thế là đủ, đúng không? Đây. Em hãy nhập phần tử thứ gì? Thứ k. Đây, thứ k. Cho nó có 2 chấm ở đây để nhìn nó dễ. Đấy, 2 chấm ở chỗ này nữa nhé. Đấy, 2 chấm. Em có nhập phần tử thứ k và đưa nó vào đây đó, đưa vào đây thì cái phần tử thứ k này khi em nhập vào sau đó ta tăng k lên 1 đơn vị ở đây, và khi học sinh người dùng nhập vào cái biến answer đúng không nhỉ, vào cái biến answer thì chúng ta bổ sung cái này vào luôn cái mảng a và cái dãy b và dãy tem. À, mà chúng ta quên, chúng ta phải có một lệnh nữa ở phía trên là lệnh xóa. Quên mất làm từ đầu nhé, phải xóa cái xóa phần tử thứ a và tem nhé. Đấy. Và đồng thời cũng xóa luôn cả b luôn, và xóa luôn b luôn. Đây. Ồ, được chưa? Đó. Thầy ơi, sao lại là last hả thầy? On chứ on nhầm. On nhá, xóa hết đi này. Đó. Đưa nó vào đâu giờ, đưa nó vào chỗ này, đưa nó vào trên cùng nhá, trên cùng đó, trên cùng được chưa. Đầu tiên là phải xóa, đây là bài từ đầu mà nhé. Đấy, em nhập phần tử thứ k nhập từ bàn phím thôi, nhập xong đưa vào luôn, chúng ta dùng lệnh s đúng không, s cái này đưa vào a, nhập đưa vào a mà đưa vào a đây, s đưa vào a được chưa. Đấy, đưa vào xong thì là tăng cái này lên một đơn vị. Nhưng mà đây chúng ta nhớ, chúng ta phải tạo ra cái tem giống A, cho nên là nhập luôn vào tem luôn, chúng ta bổ sung luôn cái này vào tem luôn. Đấy, đưa cái này vào đây này, tem luôn, nhập đồng thời nhập cái này vào A và tem luôn, như vậy tem nó giống A luôn. Nhập xong rồi thì là tăng K lên một đây. Sau n lần đây là nhập xong nhá. Như vậy tới đây là nhập xong. Đó. Thì bây giờ bác làm bài này, tôi làm khác, ta sẽ xin hoãn vị luôn, xin xong rồi thì chuyển cho học sinh làm. Ở đây bác làm luôn ở đây nhé, là xin hoãn vị luôn. Chúng ta nhớ lại cái lệnh xin hoãn vị, ta biết rồi, là rất đơn giản, là như sau, là chúng ta nhắc lại cái thao tác xin hoãn vị nhé. Để chúng ta nhớ lại này, đây, lập n lần, lấy một từ ngẫu nhiên, mỗi lần như vậy lấy một từ ngẫu nhiên của tem, đưa vào B và xóa từ đó khỏi tem. Đấy, chúng ta làm nhớ lại cái thuật toán sinh hoãn vị ở đây nhé. Đây, chúng ta là lập n lần. Rất dễ thôi, làm quen rồi rất là dễ, n lần đây. Rồi. Sau lấy ra phần tử ngẫu nhiên của tem, lấy k làm một cái phần tử ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của tem. Đấy. Length của tem. Được chưa? Sau đó là bổ sung phần tử thứ k này của tem vào gì? Vào B. Đây. Bổ sung phần tử
thứ K của tem. Tem đây. Tem này, phần tử thứ K. Bổ sung phần tử T, phần tử thứ K này. Phần tử thứ K của tem nhé, ta bổ sung vào B. Đó, bổ sung vào B. Ép tem vào B. Bổ sung xong rồi thì xóa phần tử thứ K này của tem đi. Dùng lệnh này, xóa phần tử thứ K của tem. Vậy lần lần vòng lại vào lặp sau nó không trùng lại nữa. Đấy, như vậy là sau sau n cái bước lặp này thì b sẽ chính là một hoãn vị của a. Được chưa? Đó. Như vậy đến đây là xong rồi. Và chúng ta gửi thông điệp cho học sinh làm bài thôi. Chúng ta gửi thông điệp cho học sinh, cái này chỉ là cái mẹo để mà ta lập trình thôi. Gửi thông điệp là trả lời đi. Trả lời. Trả lời đi nhá. Đó. Học sinh bây giờ chỉ việc ấy thôi. Học sinh bây giờ chỉ việc giáo viên còn chưa nói đúng không? Thì, giáo viên còn viết một câu nữa, quên mất. Giáo viên phải viết một, quên mất đấy. Giáo viên phải viết một cái dòng đúng không? Giáo viên viết cái đó chỗ nào nhỉ? Đây. Giáo viên nhá. Ở đâu bây giờ nhỉ? Sau chỗ này này, sau cái bước này này là xong rồi. Giáo viên đi vào giữa đây. Đấy, giáo viên là giáo viên thông báo là dãy gốc là đúng không? Ở chỗ này nên là dãy số gốc là, mà đưa cái mà giáo viên đưa cái dãy A vào, A là dãy gốc mà, đưa vào đây. Nhé. Chỗ này là chỗ là đều hoãn vị đây. Hoãn vị xong thì là gửi thông điệp cho học sinh là trả lời đi. Học sinh chỉ việc làm một lần thôi. Học sinh sẽ khi nhận được thông điệp là trả lời đi, học sinh sẽ trả lời là đây. Đây. Dãy hoãn vị của dãy trên là hoãn vị của dãy trên là, mà đưa cái dãy B sang thôi nhé, đưa cái B. Đấy. Vậy là bài này chúng ta đưa hết cái phần khác bài nỗi là ta đưa hết cái phần lập trình hoãn vị sang bên cho giáo viên, cái làm là tương tự, điều khác bây giờ chúng ta sẽ phải chúng ta nhập vào thôi. Chạy thử nhá. Đây, việc nhập số trên là 10 số nhá. Đấy, số nhất nhá, bắt nhập này là 10, số thứ hai là 210, số thứ ba là 15, số thứ ba là 15, số thứ tư là 78, số thứ năm là 34, số thứ sáu là 90. Ai là có ai là vẫn cứ bị văng ra. Số thứ bảy là 101, số thứ tám là 24, số thứ chín là 56, số thứ 10 là 0. Đấy. Đấy không? Thì dãy gốc là 10, 210, 15, 78, 34, 90, 101, 24, 56, 0. Còn đây là dãy chính là dãy này, nhưng mà ta hoãn vị đi. 34 ở đây có rồi đúng không? 34 này. 90, 210, 15, 101, 24, 0, 78, 10, 106. Đó. Thấy không? Như vậy là cái bài này thuật toán hình như mà trên, chỉ khác là gì? Chỉ khác là cái dãy ban đầu không phải là dãy từ 1 đến n, mà dãy ta nhập vào từ bàn phím. Các con đã hiểu chưa? Vậy ở bài này là bác đưa hết phần lập trình chính sang cho giáo viên. Học sinh chỉ được trả lời như này thôi. Để các bạn như này thôi. Đấy thì các con nhập lại bài này đi. Các con mở một tí ra và nhập cái bài 82 này vào. Bài 81 và 82 là hai bài rất quan trọng. Sao làm nhanh thế? Con xong rồi. Có được cái biên đề bà nào chưa xong thì làm nhá, thì viết nhá. Xong rồi ạ. Ừ, xong rồi thì tốt. Con chưa xong ở cái phần học sinh ạ. Học sinh này thôi, ngắn tí này thôi. Học sinh là chỉ thể hiện ra là nối hai cái là join hoãn vị của dãy trên là, xong cho cái dãy B vào thôi. Đ
Được chưa? Đó. Cho bên A cho cái giáo viên để mọi người xem nhé. Đây. Đây là nó hơi dài một chút nhưng mà nó rất là cơ bản. Nha. Thầy ơi cho con xem phần học sinh. Học sinh đây. Học sinh là ngắn mà. À, xong rồi thì nói nhá. Em bật vào phần giáo viên. Giáo viên đây. Giáo viên thì có đấy cái phần phần phía trên này là phần để nhập n số. Phần thứ sau này, cái phần sau này là cái phần để mà hoán vị, đi hết vào đây. Chúng ta nhớ lại cái cách làm này để chúng ta sẽ làm trong rất nhiều bài tập khác sau này nữa nhé. Rất nhiều bài tập, rất nhiều chương trình, rất nhiều phần mềm là dựa trên cái thuật toán này. Dạ. Dạ. Nghe chưa? Con thấy đúng. Con xong rồi ạ. Ừ. Con xong rồi. Rồi. Con xong rồi. Nói thế là được ạ.
Không hết chưa? Không hết chưa nào? Chúng ta học sang bài mới nha. Bắt đầu như vậy, hôm nay là chúng ta được cái bài 81, 82 là hai cái bài mô tả cái thuật toán là sinh hoán bình ngẫu nhiên từ 1 đến n, hoặc là cho n số cho trước thì sinh hoán bình ngẫu nhiên của n số đó. Hai cái thuật toán là giống hệt nhau, cách làm giống hệt nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Phần tiếp theo đây. Thế bây giờ như này nhé, bây giờ bác ý nghĩa của nó nhỉ, bây giờ chúng ta làm như sau này. Bây giờ chúng ta hãy mở, bây giờ các bạn mở máy tính ra và các bạn mở cho bác cái tệp là mẫu kiểm tra tự luận nhé. Ở đây nó có những cái bài này là nó có là mẫu cây này, mẫu động vật, mẫu hoa, đó là những bài rất quan trọng. Bác chúng ta sẽ cùng nhau làm việc với nó. Mẫu quả, mẫu kiểm tra tự luận và mẫu kiểm tra trắc nghiệm. Bây chúng ta làm cái bài đầu tiên liên quan đến kiểm tra tự luận nhé. Bây các bạn mở cái tệp này ra nhé, hay là các bạn tạo một tệp mới cho chúng ta đưa cái mẫu kiểm tra tự luận này vào đây. Chúng ta làm cái gì ở đây nhé? Cái bài này là bài, nó là mẫu kiểm tra, chúng ta sẽ phải ghi ra với cái bài là bài 83, chúng ta CVS bài 83 nhé. Là nó là cái gì? Nó là cái này, các bạn thấy không? Tức là để cho thấy là cái mô hình mà tạo ra. Thế thầy phải mở cái file mà mẫu kiểm tra trắc nghiệm hay mẫu kiểm tra tự luận là thầy? Tự luận trước. Chúng ta sẽ học cả hai, nhưng mà trước mắt là mẫu kiểm tra tự luận trước nhá. Tự luận trước, trắc nghiệm sau. Các bạn mở cái tạo dữ liệu và tạo hay mới và bỏ vào đấy cái chúng ta mở cái tệp là mẫu kiểm tra tự luận trước. Tại hai cái nó còn nhá, nó có liên quan đến nhau, nhưng mà trước mắt là tự luận trước. Tự luận là gì? Là những câu hỏi mà nó có một đáp án thôi. Ví dụ là 1 cộng 2 bằng mấy? Đáp số phải là 3. 5 trừ 2 bằng mấy? Đáp số phải là 3. Ví dụ như vậy. Là câu hỏi mà có đúng một đáp số thôi, học sinh phải nhập đáp số vào. Thì cái đó nó gọi là kiểm tra tự luận, đơn giản như vậy đấy nhé. Thế thì là giả sử chúng ta là mô tả một cái môn học ở đó, mô tả cái môn toán hay mô tả cái môn hay là môn khoa học, hay là môn lịch sử, hay là môn tự nhiên gì đó để cho học sinh lớp 1, lớp 2 làm chẳng hạn, thì chúng ta phải lưu một cái các cái bài kiểm tra tự luận vào một cái bảng. Lưu như nào? Đây thì được, cho ta xem nhé. Chúng ta các bạn chúng ta hãy mở ra hai cái bảng là bảng câu hỏi, bảng đáp án. Đây, bảng câu hỏi đây, bác đây là nhập sẵn rồi thì chúng ta khỏi phải nhập nữa, chúng ta dùng luôn nhá. Đây, thì cái danh sách các câu hỏi là ghi lên là các câu hỏi đây, là đây là bác đã ghi trên này là câu 10 câu, câu 1, câu 2, câu 3 đến câu 10. Và mỗi câu này là câu tự luận là có một đúng một đáp án thôi. Đáp án sẽ ghi lưu ở bên này, lưu ở cái cột, lưu ở cái bảng đáp án nhé. Đó. Thì cái phần tử thứ nhất của đáp án chính là cái câu trả lời của cái bài tập số 1 của câu hỏi bên này. Cái bài tháng 8 thành công năm nào? Đáp số là 1945 nhé. Sông nào lớn nhất ở miền Bắc? Sông Hồng. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành phố? 63 tỉnh thành. Đấy. Việt Nam có 2 thành phố trên 1 triệu dân, đúng hay sai? Đáp số là sai nhé. Đó. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 10 là mấy? Đáp số là 55. Hoa gì thường nở vào ngày Tết? Hoa đào. Đó. Thì đây là cái mẫu các câu hỏi là tự luận. Nhắc lại nhé, tự luận là loại câu hỏi mà có câu hỏi và mỗi câu hỏi có một đáp án, một đáp số. Thì chúng ta phải lưu hai cái bảng. Bảng thứ nhất, danh sách thứ nhất là cái danh sách thứ nhất là cái list thứ nhất là danh sách các câu hỏi tự luận. Bảng thứ hai là đáp án, lưu danh sách các đáp án, các đáp số của câu hỏi tự luận. Các con đã hiểu chưa? Thì đây là cái mô hình mà chúng ta khi mà các con làm các cái bài tập, các cái phần mềm học tập ấy, thì chúng ta phải có cái phần là kiểm tra. Thì nếu kiểm tra tự luận thì chúng ta lưu như này nhé. Thì đây là cái bài mẫu, có các con nhớ là mình như sau này. Yêu cầu là như sau. Đây. Yêu cầu là giáo viên sẽ lần lượt hỏi các câu hỏi, lấy từ kho các câu hỏi tự luận của bài đề kiểm tra ra. Học sinh trả lời ở phía dưới này.
Làm xong một câu, giáo viên sẽ nói là đúng rồi hoặc sai rồi và chuyển sang câu tiếp theo. Các câu hỏi được hỏi theo thứ tự từ 1 đến N. Đúng thứ tự trước nhé. Đấy. Và khi kết thúc thì giáo viên thông báo điểm cho học sinh. Đó là cái bài 83. Là giáo viên lần lượt lấy câu hỏi từ cái bảng câu hỏi ra và đưa lên màn hình hỏi học sinh. Học sinh sẽ trả lời ngay tại chỗ ở đó. Khi làm xong rồi, làm xong câu nào, giáo viên nói là đúng hay là sai ngay tại chỗ. Và khi mà kết thúc, giáo viên thông báo là em đã hoàn thành bài kiểm tra, em được 5 điểm hay được 6 điểm, được 7 điểm. Có 10 câu mỗi câu là 1 điểm, đúng không nào? Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy đây là một cái bài mẫu kiểm tra trực tiếp trên màn hình theo các cái dạng câu hỏi tự luận mà chúng ta đã nhập trước vào máy tính. Đó. Thì bài này là cái bài rất quan trọng, các bạn thấy không? Thế thì mày có làm được không hay là bắt làm hộ nào? Có làm được không? Bây giờ chuyện bài này chúng ta sẽ lưu với cái tên là 83 nhé. Chúng ta CVS sang cái bài của chúng ta với tên là số 83. Là cái bài 83 là cái bài đầu tiên mà dùng cái mô hình bài 83 nhé. Bài 83. Con có làm được không nhỉ? Hay là bắt làm trên màn hình nào? Này nhé, kiểm tra trực tuyến theo bài tự luận. Nhá, giáo viên sẽ lấy lần lượt các câu hỏi từ kho các câu hỏi tự luận của đề kiểm tra, là từ cái dãy, từ cái list câu hỏi đấy, và đưa lên màn hình luôn nhá. Làm xong một câu thì giáo viên nói là đúng rồi hoặc là sai rồi, học sinh trả lời nhá. Và khi làm xong N câu hỏi thì giáo viên thông báo điểm. Chúng ta làm được không nhỉ? Thế bác làm cho chúng ta nhé, bác làm nhanh nhé. Thầy, có phải làm hỏi dễ câu hỏi ngẫu nhiên không hả thầy? Cái bài này thì chưa cần, đến cái bài sau thì mới cần con ạ. Để làm mẫu mà. Bài 83 thì là không cần, cái bài 84 thì cần ngẫu nhiên. Bài 83 là mức dễ đấy mà. Trên bên bác hỏi các cháu là các cháu làm bài 83 trước được không? Thì bài 83 là dễ, không cần ngẫu nhiên. Có làm đấy không hay là bác làm hộ nào? Hỏi dễ nào? Thôi bác làm đi. Dễ hay khó? Dễ ạ. Dễ à, thế làm đi nào. Thế cả lớp làm đi. Thì đến cái bài 84 cơ. Bài 84 mà cái bài tiếp theo của bài 83 này. Và tên là bài 83A. Là cái bài mà vẫn là bài này. Yêu cầu là các câu hỏi phải đưa ra là ngẫu nhiên. Đó, thì nó khó hơn là cái bài chính chúng ta cần làm. Còn cái bài 83 này là dễ này. Là đưa ra lần lượt thôi thì nó dễ nhé. Thì đưa bác làm cho con, bác làm cho con nhé, làm cho nó nhanh nhé, nhanh. Vì bây giờ là câu hỏi có rồi, đáp án có rồi, chúng ta làm rất nhanh thôi. Bây giờ này, chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta đặt ra một cái biến nhớ để chạy thôi, gọi là biến K, là chạy từ 1 đến kết thúc của cái dãy câu hỏi đây nhé. Là như sau này nhé. Đây, đơn giản lắm. Giáo viên đây nhá. Thôi chúng ta đặt một cái biến nhớ đi là N. N đây là cái độ dài của cái dãy các cái câu hỏi đây nhá. Đây nhá. Thì đầu tiên giáo viên sẽ thông báo một cái thông tin ngắn ở phía trên màn hình nhé. Là gì? Là các em chuẩn bị kiểm tra tự luận. Biết để con chuẩn bị tinh thần thôi. Và sau 2 giây thì ta bắt đầu vào bài kiểm tra. Rồi, ta nhớ lại nhé. Đơn giản thôi. Thì chúng ta sẽ đặt cái N này là độ dài của cái dãy của cái bảng câu hỏi. Length của cái câu hỏi, của cái dãy các câu hỏi của chúng ta, làm đầu đến cuối. Đây, N đây này nhé. Và chúng ta đặt là đến chạy là K. Chạy từ 1 trở đi. Đấy. Và mỗi cái biến này thì chúng ta cho cái vòng lặp N lần thôi. Chúng ta vào đây vào cái vòng lặp là lần lượt chạy N câu hỏi N lần. Tất nhiên là chúng ta sẽ làm thêm một biến nhớ nữa để ta ghi cái điểm số của học sinh. Đấy. Ban đầu cho điểm số là bằng 0. Đó, nhé. Rồi, bắt đầu này.
Với mỗi cái phần tử thứ K của câu hỏi, chúng ta cho học giáo viên hỏi học sinh luôn. Ta dùng lệnh này, ask luôn nhé. Luôn là đưa ngay cái phần tử thứ K của câu hỏi cho giáo viên hỏi luôn. Chính là cái này. Chúng ta dùng chính cái này. Lấy cái item của câu hỏi đưa ra nhé. Và đây là phần là dãy là phần tử thứ K của câu hỏi đưa ra. Đó. Đưa luôn luôn, hỏi luôn. Để câu hỏi thứ K chạy từ 1 đến N mà, để câu hỏi thứ K luôn. Đấy. Tôi học sinh trả lời luôn. Nếu mà lấy đúng thì là đúng, sai thì là sai, thì chúng ta phải kiểm tra ngay ở đây. Có một cái hàm lệnh kiểm tra rất đơn giản. Nếu mà đúng thì như thế nào, nếu sai như thế nào. Đây, học sinh, nếu mà cái answer này mà đúng này, đúng tức là gì? Khi trả lời đúng tức là khi trả lời đúng đáp án. Khi mà cái answer này đúng đáp án thứ K của câu hỏi. Đúng rồi, đây này ta nhớ lại nhé. Câu hỏi đây. Câu hỏi 1. Phải trả lời chính xác là 45 mới đúng. Trả lời khác là sai. Câu hỏi 2 phải trả lời đúng là sông Hồng. Câu hỏi 3 phải trả lời đúng là 63. Đó là câu hỏi tự luận mà. Câu hỏi 4 phải trả lời là sông Tô Lịch. Đó, thì cái câu hỏi tự luận là câu hỏi là mỗi câu hỏi có đúng một phương án trả lời thôi nhá. Đó, nó phải đúng. Như vậy chỉ cần kiểm tra như sau, là nếu mà answer này bằng đúng cái gì, bằng đúng cái phần tử thứ K của đáp án là đúng hay sai, là đúng. Đấy. Nếu mà answer này bằng đúng item K của đáp án là đúng, không là sai, thì đây là đúng rồi nhé. Thì đây chúng ta cho vào đây cái say ở đây là đúng rồi. Thế thôi. Đúng rồi. Còn ở đây là sai rồi. Đúng không? Sai rồi. Bài này rất là ngắn thôi nhé. Đấy. Và nếu đúng rồi thì chúng ta tăng cho học sinh lên là 1 điểm số. Đấy, tăng điểm số lên 1 đơn vị. Cứ đúng sai thì thôi. Đấy. Và sau đó kết thúc thì giáo viên sẽ thông báo cái điểm số. Đấy. Em đã hoàn thành, em được bao nhiêu điểm, đúng không? À, cái bài làm quen rồi, dễ rồi. Yeah. À, em đã hoàn thành bài kiểm tra được bao nhiêu điểm? Đây, em đã hoàn thành bài kiểm tra được một này điểm. Em đã hoàn thành bài kiểm tra. Em đạt bao nhiêu điểm ở đấy, đúng không? Score điểm. Đấy, bài này nhưng mà rất là ngắn đúng không ạ? Rất là ngắn. Ta thử kiểm tra thì đúng nhá. Đây là lần làm đây. Lần lượt từ 1 đến N. Đấy. Tự luận. Bài 1 đây. Ta ghi là 1945. Enter. Đúng rồi. Bài số 2. Đấy. Năm nào. À. Ở đây là vẫn bị sai. Chúng ta phải tăng cái gì? Quên mất là chúng ta làm vẫn bị sai chỗ này, chúng ta phải change K lên một đơn vị ở chỗ này này. Ở đây này, sau khi mà làm xong một bài đấy rồi thì ta phải thay đổi K lên một đơn vị thì nó tăng lên thành câu hỏi thứ 2, thứ 3 trên N thì thôi. Làm lại nhé. Đấy. Sửa chỗ đây một tí, đúng không? Thật đáng thành công mà là 1945. 45. Ờ, nó bị lỗ. Là 1945. Đúng rồi nhé. Câu số 2 là sông Hồng. Đúng rồi. Câu số 3 bên này có bao nhiêu tỉnh? Đây là 63 tỉnh. Đúng rồi. Câu số 4 là sông Tô Lịch. Chính xác, đúng không? Câu số 5. Đúng hay là sai? Sai. Câu đây, cái đáp án này là sai. Nhưng mà nó lại là đúng. Đáp số phải là 55 mới là đúng. Đó, chúng ta nhớ lại nhé. Sửa ta làm sai nhé. Bấm lung tung là sai này. Sai này. Đó. Bấm lung tung đi. Bấm lung tung rồi. Sai này. Bấm lung tung này. Sai này. Bao nhiêu ngày này?
365 ngày. Đúng rồi. Kết thúc em được 7 điểm. Đó, như vậy các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta ghi vào đi, bài này rất ngắn thôi, được không? Chúng ta ghi lại bài 83 nhé. Bài 83 mô tả cách chúng ta tiến hành cái bài kiểm tra trách nhiệm với đề với câu hỏi là cố định có sẵn. Chúng ta nộp, chúng ta nhập trước vào màn hình. Là nhập trước vào vào chương trình nhá. Đó, bây giờ các bạn ấy đi. Bây giờ chúng ta mà bài ngắn chúng ta ghi vào đi nhá. Cách chúng ta mô tả kia câu hỏi tự luận là như thế này. Đây. Là thấy chúng ta có hai cái bảng. Hai cái bảng. Bảng 1 là bảng nội dung câu hỏi, bảng 2 là bảng đáp án tương ứng. Đánh số từ 1 đến N. Đây ở đây là 10. Còn chúng ta có thể làm dài hơn tùy chúng ta nhé. Khi mà chúng ta làm phần mềm thực tế thì câu hỏi nó rất là dài chứ không phải chỉ 10 câu đâu. Chúng ta càng đưa vào mà bài kiểm tra càng dài thì càng tốt. Thậm chí chúng ta có thể đưa vào hàng trăm câu hỏi. Khi mà chúng ta có nhiều câu hỏi, chúng ta sẽ hạn chế được các cái đề kiểm lần kiểm tra nó ít hơn. Thì chúng ta sẽ học sau vào cái buổi hôm sau. Hôm nay chúng ta cứ làm cái cho là chúng ta có bao nhiêu câu hỏi, chúng ta sẽ hỏi hết ở trên lớp nhé, ở trên bài kiểm tra. Rồi, để các bạn ghi lại chưa? Bài 83 nhá. Ghi lại đi. Bài này rất đơn giản, chúng ta ghi lại nhanh đi. Để chúng ta chuyển sang bài tiếp theo mới là cái bài chính của cái phần này. Cái phần này nhá. Con xong rồi ạ. Ờ, xong rồi hả? Con cũng xong rồi. À. Ai xong rồi thì xong rồi, ai chưa xong thì nhá thì cái chữ khó là cẩn thận đi, không vội vàng. Thank you.
Con đã ghi xong chưa? Rồi ạ. Có ai chưa ghi xong không? Này xong hết rồi. Được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ sửa bài 83. Sửa như sau này, đúng như các bạn nói đấy, sửa bài 83 thành cái bài là đặt tên là 83A nhá. Là 83A là kịch bản giống bài 83 nhưng yêu cầu là các câu hỏi được hiển thị ra là không phải là thứ tự mà là ngẫu nhiên. Đó, bây giờ bắt đầu vào quan trọng đây. Không, cái bài 83 chúng ta đang làm đây là cái bài mà các câu hỏi đưa ra từ 1 cho đến N. Đây, từ 1 đến N này. K này, K chạy từ 1 này. Đó, tăng K lên 1 đơn vị đây này. Đó, chỗ này là cái vòng lọc của nó này. Thì bây giờ yêu cầu của bài này là ta phải sửa lại để mà không phải, các câu hỏi không phải đưa ra là từ 1 đến N, mà đưa ra là các câu hỏi được lấy ra ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Thì làm như thế nào? Đó, thì cái bài này là cái bài quan trọng nhất. Và bài chính, một trong bài chính của hôm nay đấy nhé. Là như vậy, ta cho trước một cái dãy các câu hỏi tự luận có sẵn của giáo viên rồi, đưa vào phần mềm rồi, thì cần hỏi kiểm tra học sinh. Nhưng mà mỗi lần hỏi như vậy cần phải đưa ra là ngẫu nhiên, nó khác nhau. Đó, thì cái bài này là cái bài để sinh cái đề ngẫu nhiên mà. Các bạn có làm được không? Nha, chúng ta lưu cái bài này, cái bài mà sẽ sinh là ngẫu nhiên đó, chúng ta đặt tên là bài 83A nhé, vì nó là quan trọng, bắt đặt tên là 83A nhé. 83, có đặt tên là bài 83A đi nhé. 83A là cái bài mà vẫn là bài này, ta sửa đi một chút thôi, sửa đi để cho nó thành là. Thì có làm được không nào? Ai có ý kiến nào, làm như nào nào? Để con cho cái ý định làm như nào này, để bác đó có đúng không nào, kiểm tra đúng không? Muốn thế thì phải làm như thế nào? Muốn để các câu hỏi được đưa ra ngẫu nhiên thì phải làm như thế nào? Làm gì? Đó. Ai có ý kiến nào? Con thưa thầy là có thể sử dụng biến phụ giống như bài 81 với bài 82 được không? Đúng rồi, nhưng mà vẫn dùng như nào cơ? Chính xác rồi, phải dùng lại cái ý tưởng của cái bài 81 và 82. Nhưng mà cụ thể như nào? Ai nói xem nào? Tất nhiên là phải ngẫu nhiên rồi, một khoản tiền ngẫu nhiên rồi, nhưng mà là như thế nào? Nào, ai có ý kiến nào? Nhá, cái bài này là chúng ta lấy các câu hỏi lần lượt từ cái này, chúng ta cho K chỉ từ 1 đến N, lần lượt lấy các câu hỏi từ câu hỏi đưa cho sinh làm lần lượt từ 1 đến gì? Từ 1 đến 10. 1 N đúng không nào? Đó. Thì bây giờ chúng ta phải sửa lại ra là không phải lấy lần lượt 1 N mà phải lấy ngẫu nhiên. Tức là phải lấy lần lượt từ một cái bảng khác, từ một cái bảng hoán vị khác. Đó. Được chưa? Như vậy là chúng ta không phải lấy lần lượt trong cái bảng, trong cái dãy từ 1 N, mà chúng ta phải tạo ra cái hoán vị của 1 N. Tên là cái bảng là bảo hoán vị đi, là cái bảng gì đó, và chúng ta phải lấy lần lượt các phần tử từ trong cái bảng đó, từ 1N của cái bảng hoán vị đó. Đấy, nhưng mà là cái tầm cái mấu chốt của vấn đề này là chúng ta phải tạo ra một cái hoán vị của 1N. Đấy, bác làm như sau nhé. Chúng ta sẽ phải tạo ra cái gì? Chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng khác. Đây, bây giờ bác tạo ra một cái bảng mới nhé. Bảng mới. Đấy. Bảng mới bắt đầu tên là hoán vị. Cái bảng này là bảng gì? Cái bảng này là cái bảng sẽ lưu các hoán vị các số từ 1 đến N. Nhiều hoán vị đi.
và chúng ta sẽ không phải lấy phân tử K chạy từ 1 đến N mà K chạy dọc theo cái bảng hoán vị này. Đó, các con đã hiểu chưa? Đấy, như vậy là cái mấu chốt của nó là phải sinh ra một cái bảng hoán vị, là cái bảng này là bảng gồm các phân tử là hoán vị các số từ 1 đến N. Đó, nhé. Thì như vậy là trước khi mà chạy phần này, chúng ta sẽ phải có một thủ tục, một cái hàm để mà sinh ra cái bảng hoán vị này. Bảng vị ta biết cách làm rồi, từ cái bài 81 theo 2 ta biết rồi. Nhá, thì bây giờ thôi được bao cho con xem nhé. Bây giờ đích của chúng ta là tạo ra cái bảng hoán vị đó. Thì muốn vậy, chúng ta nhớ lại, chúng ta sẽ phải có một cái bảng phụ là bảng tem. Bảng tem. Cái này con chú ý rất quan trọng nhé. Chúng ta tạo ra một cái bảng phụ đầu tiên là bảng tem. Cái bảng này ban đầu sẽ lưu có số từ 1 đến N. Và sau đó từ cái bảng tem này, chúng ta lấy ra, tạo ra cái bảng hoán vị. Bằng cách là ta lấy ngẫu nhiên phần tử của tem, đưa sang hoán vị. Sau đó là cái tem, cái bảng này, cái phần tử của tem này bị xóa đi. Đó chính là cái thuật toán để mà sinh ra cái phần tử của hoán vị là của hoán vị này, là một hoán vị ngẫu nhiên của cái bảng tem này. Cái bảng tem này ban đầu của nó ta đặt ra các cái phần tử là 1 đến N. Đó, thì như vậy thôi. Được chưa? Đó, thì ở đây cái làm như sau. Cái làm là trước khi chúng ta cho học sinh cho kiểm tra đây, chúng ta phải có một thủ tục để sinh ra cái hoán vị đã, sinh ra cái bảng hoán vị. Như sau nhé. Giờ đây này, chúng ta sẽ tạo ra một cái thủ tục hay là một cái block nhé. Một cái block nó đặt tên là sinh hoán vị. Sinh hoán vị. Cái thủ tục này có cái chức năng là để làm gì? Để sinh ra cái bảng hoán vị này. Cái bảng cái dãy này. Cái hoán vị là cái dãy, là một cái hoán vị của 1 đến N. Đấy, bây giờ chúng ta nhé. Thì đây chúng ta làm như sau này, bây giờ chúng ta sẽ làm cái trước đây, chúng ta quay lại sửa cái này sau nhé. Bây giờ chúng ta để lên xem bên cạnh đã. Rồi, và chúng ta sẽ làm ở đây. Cái thủ tục này dùng để sinh hoán vị nhé, để sinh ra cái bảng hoán vị này. Làm như này, chúng ta nhớ lại cái làm mà ta bên làm từ ấy rồi. Đầu tiên chúng ta phải thực hiện cái lệnh là xóa cái bảng tem ấy đã, xóa cái bảng, xóa tất cả cái tem và xóa tất cả cái bảng hoán vị này. Hoán vị nhé. Cái này cẩn thận đừng bấm nhầm là xóa câu hỏi, xóa đáp án là chết chứ. Câu hỏi đáp án là hai cái bảng dữ liệu gốc, cần phải lưu lại, không được xóa, không được động vào. Ta chỉ tạo ra cái xóa của hoán vị thôi, hoán vị và tem. Đó nhá. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta tạo ra cái bảng tem gồm có số từ 1 đến N. Đây là cái cho như lại cái để dùng nó để mà sinh ra cái một hoán vị ngẫu nhiên, là đưa vào cái bảng hoán vị. Cho nên là cái bảng tem này là bắt đầu là phải sinh ra các số từ 1 đến N là như sau nhé. Chúng ta gán K bằng 1. Được chưa? K bằng 1. Làm nhiều là quen nhé. Sau đó chúng ta lập N lần. Đúng, N là số phân tử của dãy, N lần nhé. Và ta bổ sung S cái phân tử thứ K vào tem. Phân tử K vào tem. Đấy. Và sau đó chúng ta trên cái K bài 1 đơn vị. Thì sau cái vòng lập này, K tăng từ 1 đến N, 1 nhé, tăng 2, tăng 3, tăng N, thì ta bổ sung vào tem sau cái chỗ này, thì tem nó là chính là cái dãy gồm các phân tử từ 1 đến N, là từ 1, 2, 3 đến N. Và từ đó chúng ta sẽ sinh ra cái hoán vị từ 1 đến N. Nhìn nhá. Xong rồi, chỗ này là chỗ ta sinh ra cái tem là bằng chính là cái bộ dữ liệu gốc ban đầu, thì chúng ta sẽ sinh hoán vị này. Nhớ lại cái lệnh hoán vị nhé. Đây, chúng ta làm cái này. Chúng ta làm lệnh lập N lần nữa. Cái này ta phải học thuộc lòng, lệnh nhớ, làm nhớ nó quen đi nhé. Đây, lập N lần. Và như vậy chúng ta lấy một phần tử ngẫu nhiên của tem ra. K là một phần tử ngẫu nhiên lấy từ cái độ dài của tem nhé. Tem, length của tem. Đó, tem. Và bổ sung phần tử thứ K của tem vào hoán vị. Đây, ta bổ sung ta S cái phần tử thứ K vào cái hoán vị. S cái phần tử thứ K của tem. Đây, thứ K nhé. S
phần tử thứ K đây của tem vào hoán vị, của hoán vị đưa này vào đây đó, được hoán vị, và sau khi đưa vào rồi thì xóa đi, xóa phần tử tương ứng của tem đây, xóa cái phần tử thứ K của tem đi, chọn phần tử thứ K của tem đúng không nào, K của tem lấy ra, lấy ra đưa vào hoán vị, sau xóa đi gốc đi, thì sau vòng lặp này thì ta sinh ra được cái bảng hoán vị là một hoán vị ngẫu nhiên của tem từ 1 đến n. Như vậy tạo này là xong rồi nhé, đây này là xong, và bây giờ chúng ta sẽ quay sang ta lập trình ở đây đấy nhé. Rồi thì ở đây nhé, ở đây này khi mà chúng ta là trước khi vào thì chúng ta phải sinh ra cái hoán vị đã. Như vậy là bài này là cái bài mà trước khi vào chương trình ở chỗ này thì chúng ta thiện vậy này, sinh hoán vị cái để luôn lên ở đây trước cái này, này. Đó. Khi thấy n rồi thì ở đây nhé, n này và sinh hoán vị cái lệnh này là đây, ở bên này là sinh ra cái bảng hoán vị, được chưa? Rồi và bây giờ ở đây này chúng ta không phải là cho k chạy từ 1 đến n để lấy ra phân tử thứ k của câu hỏi, mà chỗ này này chúng ta phải thay là k ở đây bằng gì, bằng là phân tử thứ là một hoán vị, tức là phân tử thứ k của hoán vị chúng ta phải lấy ra như này. Đây, chúng ta chú ý rất quan trọng nhé, chúng ta phải lấy ra như này, item của hoán vị, chúng ta nhớ hoán vị lấy ra phân tử thứ k đó, thế này đáng lẽ là phải là k thì chúng ta thay bằng là item k của hoán vị đó, thì nó sẽ bảo đảm rằng đây là nó sinh ra là một cái, nó lấy ra phần tử ngẫu nhiên là lấy từ hoán vị chứ không phải là từ k. Chúng ta bỏ cái này ra, bỏ cái này ra, hoặc bỏ cái này ra, ta đưa cái này vào, đưa vào đây một lần này, đưa cái này vào là chỗ này, vào chỗ này, như vậy sửa hai chỗ đây là xong nhé. Đấy, sửa chỗ này được chưa, đây sửa chỗ này nhé, sửa chỗ này. Đấy, thấy không nào, kéo ra đây một tí này. Nhắc lại nhé, chúng ta sửa như sau này, chúng ta đặt n bằng là độ dài của cái câu hỏi này, chúng ta dùng cái thủ tục sinh hoán vị ở bên này, thủ tục này là đích của nó là tạo ra cái bảng hoán vị, tạo ra cái dãy hoán vị đây nhé. Rồi hoán vị rồi thì chúng ta làm như cũ thôi, làm hệt như cũ, chỉ khác gì là khác là chỗ này đã nghĩa là lấy ra phần tử thứ k của câu hỏi, do lấy ra phần tử thứ k của hoán vị của câu hỏi. Đấy, chỗ này này, sửa chỗ này. Thì ta đưa cái này vào dưới đây rồi thì nó sẽ bảo đảm đúng, nó chạy đúng là như thế này, hoàn toàn chính xác. Chúng ta chạy thử nhá. Vẫn là bài kiểm tra đó, nhưng bây giờ nó đã được đưa ra là ngẫu nhiên rồi, không phải là từ 1n nữa. Chúng ta như là câu hỏi nhé, câu hỏi 1 là cái bạn tháng 8 này, câu hỏi 2 là sông lớn nhất ở miền Bắc này, câu hỏi 3 là Việt Nam có bao nhiêu tỉnh này. Người ta tính thử nhá, đây này. Chạy lại này nhá. Đấy, bài 1 là năm nhất tháng 2 có bao nhiêu ngày, không phải câu hỏi đầu tiên. Chúng ta trả lời này 29. Enter, đúng rồi nhá. Câu hỏi số 2, bài tháng 8 1945. Đúng rồi. Câu hỏi số 3, năm có bao nhiêu ngày, 365 ngày. Câu thứ 4, sông nào đi qua quận Hà Nội, sông Tô Lịch. Đúng rồi. Hết mùa đông sang mùa gì, ta đặt trả lời là mùa hết mùa đông sang mùa xuân thôi. Mùa xuân, chính xác, đúng rồi, đúng không nào. Như vậy là các câu hỏi đưa ra là không phải là tuần tự nữa, mà là một là ngẫu nhiên, là một hoa vị ngẫu nhiên. Hoa gì? Hoa đào. Câu hỏi tự luận đúng không nào. Tiếp theo, tổng kia bằng 55. Đúng rồi. Tiếp theo, đang có bao nhiêu tỉnh? 63 tỉnh thành phố. Đúng, sông nào lớn nhất? Sông miền Bắc là sông Hồng. Đúng rồi. Đang có 2 thành phố, chịu nhiều dân, đúng hay sai? Sai. Sai nhưng mà lại là đúng nhá. Em đặt 10 điểm. Các bạn thấy chưa? Đây bây giờ chúng ta ghi lại bài này thành là bài số 3A nhé. Đây chúng ta mở ra cho các bạn xem, các bạn có bìa, các bạn lấy vở, các bạn chép cái này vào chương trình nhá. Thế đây là chương trình đầu tiên chính của buổi hôm nay đấy.
rất quan trọng chúng ta xem lại cái bài này nhé. Như vậy là có cơ sở dữ liệu về câu hỏi đây rồi, nhưng mà phải đưa ra là nó phải là một ngẫu nhiên. Thì cái bài, cái phần mềm và như thế này mới là phần mềm hoàn chỉnh các con ạ nhé. Đấy, còn bây giờ cho thấy các con đi vào, mà chúng ta bảo tính cho chúng ta lưu cái này vào đi, lưu chỉ cần một nhân vật thôi, không cần nhiều nhá. Còn quan sát cẩn thận, con ghi cẩn thận và kiểm tra đúng hay là sai nhé. Nhớ lại chúng ta lưu cái bài này thành bài là bài 83A nhé, bài là bài một trong những bài quan trọng của hôm nay đấy. Cái cách làm này sẽ dùng ở rất nhiều các bài tập khác, rất nhiều luôn nhé. Khi nào xong thì chị thì kêu nhá. Con xong rồi ạ. Con nhanh thế. Xong rồi. Nhanh quá. Nào. Xong rồi ạ. Xong rồi ạ. Xong rồi ạ. Bắt đầu kiểm tra lại xem đúng hay sai nhá. Các con phải làm thử cả 13 xem có đúng không, đúng là đúng cái từ của nó không nhá. Xem mình có nhầm chỗ nào không, hay mình làm đúng thì nó bảo sai, mình làm sai nó bảo đúng thì là không được. Em xong rồi ạ. À, giỏi. Ai chưa xong thì làm nhé. Xong chưa? Làm xong rồi kiểm tra cẩn thận nhé. Con có hiểu không? Có thấy khó không à? Vấn đề đối với các con là khó đấy. Đối với các cháu là khó đấy.
Xong hết chưa? Ai chưa xong thì nói là chưa xong nhé. Rồi nhé, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo nhé. Bài tiếp theo. Bây giờ như này, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Nhé, bài 84 là tìm hiểu động vật hoặc là cây hoa quả. Hiện nay chúng ta có, hiện nay các bạn đã được tải về là có bốn cái bộ dữ liệu. Bộ dữ liệu là động vật, bộ dữ liệu là hoa, các loài hoa, bộ dữ liệu là các loài quả, bộ dữ liệu là các loài cây. Chúng ta dùng lên nào cũng được nhé. Chúng ta có thể dùng bất cứ, như vậy là bốn cái bộ dữ liệu này có thể làm bằng rất nhiều khác nhau. Thì bây giờ bác cho ta cùng nhau làm một bài thôi. Bây giờ chúng ta hãy mở ra một cái bài ví dụ như là tìm hiểu động vật nhé. Động vật. Để chúng ta xem là cái động vật này, khi mà các con mà làm cái phần mềm là tìm hiểu động vật thì chúng ta phải lấy cái dữ liệu như thế nào. Để cho con xem nhé. Bây giờ chúng ta mở cái bài là mẫu động vật đi. Mẫu động vật nhé. Đây. Các bạn thấy không? Là nó có một nhân vật là có tên động vật. Và các bạn xem một chút, các bạn thấy là nó như thế này nhé. Đây này. Và costume, các bạn thấy là nó có rất nhiều các cái động vật đây. Nó có những 20 con cơ. Con gấu này. Con mèo. Các bạn thấy là tên của cái con vật này này. À, tên đây nhé. Con gấu này, con mèo này. Bây giờ các bạn cùng với thầy các bạn vào. Các bạn vào data. Mà thấy là nó có một cái bảng là bảng động vật. Thấy không nào? Đây. Để các bạn mở các bạn xem. Đấy. Thấy không nào? Đây nhé, bây giờ chúng ta xem lại.
xem lại cái đây ảnh đây nhé. Thì đây là danh sách các cái động vật dữ liệu mà của chúng ta, và dữ liệu đó là bằng chữ nhé, bảng lên là từ 1 cho đến tổng cộng lên là 20 con vật. Và con vật đây, vật đây có 20 cái trang phục từ 1 cho đến gì 1 đến 20. Như vậy là các hình ảnh động vật, các trang phục của nhân vật động vật chính là hình ảnh tương ứng với dữ liệu tương ứng của cái bảng là động vật, các bạn thấy không nào? Như vậy đây là một cái mô hình là một cái bộ dữ liệu, loại dữ liệu là đa phương tiện, gồm có chữ và hình ảnh kèm theo. Hình ảnh khi mà ta lưu dữ liệu bằng hình ảnh ấy, thì nó thông thường nó lưu vào một cái nhân vật và các cái hình ảnh là các cái trang phục của nhân vật đó, các bạn có thấy không nào? Đó, thì ở trong cái các bạn có thể mở ra xem là cái mẫu hoa này, mẫu quả này, mẫu cây giống như vậy, đều giống như là cái bài này, giống như là đây là mẫu là động vật. Thì khi chúng ta làm một cái phần mềm cho động vật thì chúng ta có thể làm tương tự phần mềm cho hoa, cho quả, cho cây. Như phần mềm là em hãy tìm hiểu động vật thì tương tự có phần mềm em hãy tìm hiểu các loài hoa, em hãy tìm hiểu các loài cây, em hãy tìm hiểu các loài quả. Con đã hiểu chưa? Như vậy là tất cả các mô hình này nó đều nó giống nhau cả, và chúng ta cần thiết lập một cái bộ dữ liệu. Đấy, thì đáng lẽ là cái việc lập dữ liệu là các con phải làm, con là tác giả của phần mềm con phải làm, nhưng mà đây là bác làm sẵn rồi để chúng ta dùng nó để chúng ta làm các việc khác, để chúng ta làm mẫu, chúng ta lập chương trình thôi nhé. Thì đây là cái trong cái bài là bộ động vật là nó có sẵn một cái bộ mẫu gồm có là 20 con động vật, gồm có danh sách là 20 con đây, 20 con có tên của nó, ứng với nó là 20 hình ảnh. Và các bạn chú ý là cái tên của trang phục như này là phải trùng khít với tên của nhân vật ở bên này nhé, không hai bên là không được. Đây con mèo là số 2 này, đây là số 2, đây đúng là mèo, vậy là phải trùng khít hai cái này lệch nhau thì rất là khó khi người ta lập trình nhé. Nhưng mà số 4, trang phục số 4 là ngựa, đây là ngựa, bên này 4 này là ngựa, thấy không nào? Nhưng mà là giữa bên cái bảng của chúng ta đó, cái list, cái danh sách đấy và trang phục là nó phải trùng khít nhau về thứ tự, về tên của nhân vật, tên của các trang phục. Con đã hiểu chưa nhé? Đấy, như vậy đây là một ví dụ của một cái bộ dữ liệu gốc dùng để ta sinh ra các cái phần mềm học tập liên quan đến tự nhiên. Đấy, thì khi mà các con mà sau đó con mà đi thi hay đi làm trong phần mềm nào đó, chúng ta làm phần mềm tìm hiểu hoa quả, tìm hiểu các loài cây, tìm hiểu các đồ vật, tìm hiểu các động vật, tìm hiểu thực vật, thì chúng ta phải sưu tầm cái bộ dữ liệu gốc ban đầu rất lớn, càng nhiều càng tốt. Ảnh này chúng ta phải lên mạng ra tìm và đưa nó vào đây nhé. Ảnh này trong cái phần này có một số hình ảnh đây nhé, cá này, cá chép này, vật. Thì là chúng ta phải lên mạng tìm hiểu cái ảnh này, và chú ý khi đưa ảnh vào chú ý nhé là các kích thước của nó nó phải đá giống nhau. Kích thước này là 113, là 102, 95, 100, 154, 89. Chúng ta không nên để các cái hình ảnh đâu, cái gì to quá, cái gì bé quá, nó rất là khó khi đưa lên màn hình ấy, là nó làm cho hình ảnh rất là xấu, không đẹp. Nó phải đá giống nhau về kích thước. Kích thước của hình ảnh gồm có là chiều cao và chiều dài và chiều cao. Đây này, 113. Đây các bạn ghi nhé, 113 ở đây nhé, 113 là chính là chiều rộng, 102 là chiều cao. Đây, 100, đây là hình ảnh như này nhé, thì chiều rộng này là 113, chiều cao là 102. Đó, con mèo chiều rộng là 95 điểm trên màn hình, chiều cao là 100. Con chó chiều rộng là 154, chiều cao là 89. Các số đo này nó phải đan đá giống nhau, đan đá gần nhau. Chứ thì con là cái chiều rộng là 1000, chiều rộng là 400 thì nó rất là khó, nó rất là khó. Chúng ta cái hình của chúng ta là chiều rộng là bao nhiêu, chiều rộng là 480, chiều cao là 360, thì ảnh nó phải tầm trong cái kích thước đó nhá, không được vượt quá khỏi kích thước của cái màn hình đó. Đó, thì các bạn chú ý nhá. Như vậy là bây giờ chúng ta làm cái bài tập sau đây này, đơn giản thôi nhá. Đây, bài tập là
Bài tập như sau nhé. Giáo viên lần lượt hỏi con gì đây? Con vật tướng xuất hiện ở giữa màn hình. Học sinh nhập tên con vật nhé. Giáo viên thông báo ngay là đúng hay sai. Khi kiểm tra hết thì chương trình dừng lại. Giáo viên nói là chúc mừng con đã hoàn thành bài kiểm tra. Bài này ngắn, bài này không cần hay không có tính điểm. Thì bài này nó có 20 câu, 20 con mà cứ làm từ đầu đến cuối. Nhưng cái bài 6, bài 84 là bài mà không cần phải ngẫu nhiên mà cần đúng thứ tự từ đầu đến cuối. Được chưa? Thì bài này con là thấy dễ khó nào? Khó hay dễ nào? Dễ không? Bình thường ạ. Dễ hay khó? Con tự làm đấy nhé, bây con làm bác cho con làm cái này trong khoảng 10 phút nhé, 10 hoặc là 15 phút cũng được, làm và xong làm được không nhé. Bước 1 là lần lượt các con vật hiện ra trên màn hình theo đúng thứ tự ban đầu của nó là ở đây, đây đúng thứ tự ban đầu. Khi làm xong bài 84 rồi thì ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là nâng cao lên là 4 là 84A. Thì bây giờ mới cần yêu cầu là phải đề nghị là các con vật hiện ra là phải là ngẫu nhiên. Nhưng mà bước 1 là không ngẫu nhiên đã nhé. Nào con làm thế nào? Các bạn thấy không nào? Thấy ý nghĩa của chúng ta phải sinh ra tạo ra một cái bộ dữ liệu gốc là quan trọng là như thế nào? Không có cái bộ dữ liệu của hình ảnh con vật này thì không thể nào có bài tập, bài cái phần mềm học tập là để mà tìm hiểu con vật được cả nhé. Rồi các con, bây con làm đi, con làm nhanh nhá, bài này cũng đơn giản mà. Như vậy ta cần một cái vòng lặp đúng không, vòng lặp theo tổng số con vật là 20 con. Mỗi một lặp đó giáo viên là thông báo là con gì đây, và giáo viên gửi thông điệp cho con chó, cho nhân vật, nhưng mà đó là hiện lên theo đúng cái thứ tự con vật đó của trang phục. Giáo viên mới hỏi và khi trả lời. Chúng ta cần so sánh cái kết quả này với thứ tự, với cái số thứ tự của trong cái bảng con vật, động vật là kiểm tra. Nếu đúng giáo viên nói là đúng rồi, nếu sai là sai rồi, sau chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Cứ như vậy cho đến hết thì thôi. Được chưa? Hết tất cả các con vật ở trong danh sách thì thôi, thì nhìn dừng lại và giáo viên nói là chúc mừng em đã hoàn thành bài học. Được chưa? Nào con có làm được không? Nha, yeah, bài này đặt tên là bài 84. Bài 84. Có khó hiểu không? Nha. Yeah. Chúng ta lên mạng tải về đã rồi ta mới làm. Bài này rất là ngắn, rất đơn giản nha. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ phải lưu lại với cái tên là 84, được không? Lưu lại với cái tên 84, lưu lại với cái tên là bài 84 đúng không? Bài 84 và sau đó chúng ta sẽ đưa vào đây thêm nhân vật giáo viên nữa để cho giáo viên là người hỏi mà nhé. Giáo viên bên góc đây này. Đó. Đây nhé. Đấy. Con vật thì để ở giữa, con này để ở giữa đành rồi, đấy nhé. Ở giữa màn hình giáo viên đảm góc và giáo viên liên tục hỏi. Cứ hỏi con nào thì con vật đó hiện trước mặt mà chúng ta phải nhập chính xác. Nào dễ hay khó nào? Nhé, bác cho các bạn làm trong 10 phút nhé, sẽ có làm được không? Bài này không khó đâu, con suy nghĩ một chút nhé. Làm lần lượt từ 1 chuyến tổng cộng con vật này là có 20 con. Có 20 hình ảnh con vật. Tổng cộng là có 20 con, thấy không nào? Còn cuối cùng là con vịt. Đây, tổng cộng là 20 con. Thì bây giờ chúng ta cần phải là hiện lần lượt, đầu tiên là hiện con gấu trước, xong bức bài câu hỏi thứ hai hiện con mèo, câu hỏi thứ ba là con chó, con ngựa, hiệu qua cổ, cá chép, cá mập, sao biển, sứa, cá heo, vẹt, đại bàng, đúng không? Con bướm, bồ câu, ong, ếch, rắn, cá sấu, tắc kè. Chú ý là tên các con vật thì không có chữ con, chỉ có tên con vật thôi. Trước khi mà chúng ta mà phải xử lý như thế này, chúng ta phải hiện ra là con gì ta xử lý sau nhé. Rồi các bạn làm đi. Các cháu làm nha.
Hỏi dễ nhỉ? Dễ. Ừ, thì làm đi, làm đi, làm nha. Bài này con dễ xong rồi. Ồ, xong rồi à? Chị thử xem nào có đúng không? Khi mà chúng ta nhập xong thì máy phải báo ngay đúng hay sai nhé. Cái này chúng ta có để bỏ nữa. Nào, làm chưa? Đơn giản mà mày mà nhanh mà nhé. Đây, thì bây giờ bác thôi bác cùng làm nhanh với con nhé. Đây. À, giáo viên sẽ phải hỏi thường xuyên đây là con gì đúng không nào nhé. Đây. Giáo viên sẽ làm như sau này, giáo viên sẽ chúng ta sẽ tạo ra cái biến k để chạy. Biến k để chạy. Và cái biến nữa là biến n để mô tả cái n để mô tả cái số lượng các con vật các cái đây nhé. Thì đầu tiên chúng ta đặt cái n là cái độ dài của cái của cái dãy động vật này đúng không, n là bằng cái length. Bạn làm nhanh đấy, con sẽ làm tiếp theo nhé. Length và chúng ta đặt cái vòng lặp thôi, k bằng tiên k bằng một đúng không? K bằng một nhé. Và giáo viên xong hỏi. Rồi. Ừ, xong rồi, đơn bài này dễ đúng không? Đấy, giáo viên sẽ hỏi nhé. À, giáo viên sẽ cho một cái vòng lặp là n lần thôi. Hỏi từ đầu đến cuối mà. N lần nhé. N lần. Các con có làm đúng là hiện hiện ra cái không? Hiện ra cái con vật đúng không nào? Nhé. Đây. À, N lần nhé. Giáo viên sẽ hỏi con gì đây? Đơn giản chỉ hỏi là con gì đây thôi. Con gì đây? Còn gì đây đúng không? Đấy. Và nếu mà học sinh mà trả lời đúng là đúng con đó, đúng là con thứ ca đó đúng không, thì là đây học sinh sẽ và chúng ta sẽ đây này nhé. Nếu mà học sinh mà trả lời đúng con thứ ca đúng không, đây nếu mà cái answer của học sinh mà đúng vào cái phần tử thứ k của động vật, nếu mà đây item, nếu mà cái học sinh trả lời đây là đang ở k nhé, đúng với phần tử đúng là cái con vật thứ k thì là đúng, còn không thì là sai nhé. Mà chỗ này là sau khi ấy thì trên cái k khi làm xong thì một bài thì trên k bài một để ở dưới này nhé. Đấy. Chỗ này là đúng rồi thôi, chỗ này là chỗ này là đúng rồi. Đúng rồi. Còn ở chỗ này là sai rồi. Sai rồi. Đó, thế đó là cái phần việc của giáo viên. Thế này xong chưa các cháu nhỉ? Xong chưa? Thế này đã xong chưa? À, em đã hoàn thành. Em đã kết thúc là em đã hoàn thành bài học. Thế nào đã xong chưa nhỉ? Chưa xong nhá. Chưa xong vì cái lệnh này thì nó không tác động lên con vật. Con vật nó vẫn ở một con vật, nó vẫn là con đó. Không thay đổi. Bây giờ chúng ta phải làm sao để mỗi lần mà chúng ta khi ra bên hỏi con vật nào thì con vật đó là phải hiện lên. Thì làm cái nào nhỉ? Rất đơn giản thôi. Là cứ mỗi một vòng lặp như vậy thì giáo viên sẽ phải ra một thông điệp để cho với mỗi ca, giáo viên ra một thông điệp để mà yêu cầu là con vật đó hiện đúng con vật thứ ca. Được chưa? Như vậy rất đơn giản như này thôi. Là trước khi mà chạy thì giáo viên ra một thông điệp rất đơn giản. Giáo viên ra thông điệp, ví dụ như là thông điệp là thể hiện. Lấy ví dụ như vậy, thầy ví dụ thông điệp là gì? Là show đi. Là show. Là thể hiện đúng không? Show. Thể hiện. Hiện. Đây. Giáo viên là khỏi hỏi đây. Dùng cái này chứ. Đây. Thông điệp là show đúng không? Show. Nên nó có nhiều cái này. Đây. Giáo viên gửi thông điệp show ở ngay đầu cái vòng lặp này. Nhé. Gửi thông điệp show này thì con vật nó sẽ nhận thông điệp và nó sẽ hiện đúng con vật của mình.
thì trả lời mới đúng được nha. Như vậy là khi học sinh đây, khi con vật nó nhận thông điệp sâu thì con vật sẽ làm sao? Con vật sẽ chuyển về trạng về kia, chuyển sang cái trang phục thứ mấy nhỉ? Trang phục thứ K. K là biến động thể. Đấy, chỉ này thôi, rất đơn giản thế này nhé. Đây, bây giờ giáo viên này, giáo viên là cho K chạy từ 1 cho đến N, vòng lặp làm vòng lặp đây, vòng lặp đây. K trên K bay 1 đây, vòng lặp. Đây, vòng lặp cho đến N thì thôi, N. Thì trước khi vào hỏi thì sẽ gửi thông điệp cho nhân vật của chúng ta là hiện đúng con vật. Đây, là thứ K. Được chưa? Đấy, như vậy chỉ đơn giản như vậy thôi, rất là ngắn đúng không nào? Rất là ngắn. Chạy thử nhá. Con gì đây? Chúng ta trả lời là con gấu. À, chú ý này, à chưa đúng đâu. À, cái này chưa đúng. Bị bác thầy trả lời gấu mà máy báo lỗi sai nhé, con gấu này. Sai rồi. À, vậy là phải làm như thế nào nhỉ? Chỗ này chú ý nhá, chỗ này chú ý là vì cái dữ liệu chúng ta nó chỉ có chữ gấu thôi, chữ xỉu, chữ sứa, chữ cá heo chứ không có chữ con. Mà thông thường người dùng là trả lời là chỉ có chữ con. Mà có gì đây mà trả lời con mèo? Con có một cách. Cái nào? Nếu trả lời bằng item của K của động vật, hoặc trả lời bằng nối con với phần tử thứ K của động vật. Đúng rồi, nối vào thôi. Chúng ta nối vào thôi đúng không nào? Chúng ta nối vào thôi, nên rất đơn giản. Bây giờ thôi, ta quyết định là phải trả lời là con đi. Thì để ta nối cái này với con thôi đúng không nào? Ta nối như này. Đây, nối như này, nối. Đây. Ta nối cái này với đây. Nói như này. Và đây có chữ con nữa thôi là được, con. Nhưng có dấu cách nhé, dấu cách đây. Đó là được. Thì sẽ được thôi. À, cái Scratch nó không phân biệt chữ hoa như thường, chứ ta có chữ con thường, chữ con hoa được máy thì hiểu hết. Như vậy là con gấu, con mèo, như vậy nếu answer là con gấu, con mèo đúng hết nhé. Thì làm lại này. Làm lại nhé. Đây, con gì đây? Ta đây là con gấu. Có chữ thường cũng được, con gấu. Đúng rồi. Đúng không? Con thứ hai, con mèo. Con mèo. Đúng rồi. Con thứ ba, con chó. Ta sửa, ta có sai nhé. Con thứ tư, ta để là con gà. Máy báo lỗi ngay là sai rồi. Vẫn chuyển sang bài tiếp theo. Đó. Con hươu. Hươu vẫn là sai. Nó phải là con hươu qua cổ cơ, đúng không? Hươu vẫn là sai. Đó. Phải viết chính xác. Là con cá chép. Đúng rồi. Được chưa? Và như vậy là cái bài tập này là cái, mặc dù nó là cái tìm hiểu động vật thôi, nhưng mà nó, các câu hỏi của nó này vẫn là câu hỏi dạng là tự luận, tức là chúng ta phải nhập chính xác cái tên của con vật thì máy báo mới trả lời được đúng, không là sai. Được chưa? Rồi, con đã hiểu chưa? Để con ghi vào đây nhé. Con tạo ra cái bài này là bài 84 nhá. Chúng ta ghi vào đi và sau đó bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài 84A, là yêu cầu là hiển thị các cái con vật không phải là từ 1 đến 20 mà yêu cầu hiển thị là ngẫu nhiên thì làm thế nào. Đấy, và bắt đầu lại sang cái phần khó hơn nhá. Các bạn check bài này vào đi nhá. Các bạn ghi cái này và check vào cái máy tính của các bạn đi nhá. Một cái bài tập mà rất đơn giản. Sử dụng cái dữ liệu là danh sách động vật. Trong cái bộ dữ liệu mà chúng ta tải về là có danh sách động vật này, danh sách các loài cây này, danh sách các loài hoa này, danh sách các loài quả. Chúng ta có thể dùng cái đó để tạo ra rất nhiều phần mềm khác nhau. Phần mềm tìm hiểu thiên nhiên của các con. Dùng nó làm cái tài nguyên để chúng ta tạo ra các cái phần mềm học tập khác nhau nhé. Rất là hay. Thì phần đó thì đến cuối chương trình thì là bác sẽ giao cho mỗi con làm cho bác một cái phần mềm hoàn chỉnh, phức tạp. Thì lúc các con sẽ dựa vào những cái này để con làm nhé, là phần mềm hoàn chỉnh. Ở phần cuối của chương trình, tức là sang tuần sau đấy. Chúng ta sẽ học, có lẽ học đến sang tuần sau là kết thúc thôi. Thì tuần này là bác nói cho nó hoàn thiện những cái phần liên quan nhất, những phần lý thuyết. Còn đến sang tuần sau là chỉ luyện làm phần mềm, luyện thiết kế phần mềm nhé. Thì cái phần bài hôm nay là quan trọng này, bài hôm nay quan trọng, bài thứ 7 quan trọng, là những cái bài rất là quan trọng. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta, mà này các bạn chép xong chưa?
Con xong rồi ạ. Xong chưa? Con xong rồi ạ. Xong rồi ạ. Nếu chỉ có hai con động. Sao? Động vật đây nó ngắn này thôi. Động vật rất đơn giản thế này nhé. Xong chưa? Anh coi em cứ chép vậy đi, chép vào nó thật chính xác, thật đúng nhá. Xong hết chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm sang với bài này nhé. Nhưng mà yêu cầu bây giờ không phải là các con vật ở đây hiện ra không phải là từ 1 đến n nữa, mà nó là hiện ra là ngẫu nhiên, tức là một hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến n, thì làm như nào? Đấy. Bây giờ chúng ta sửa cái bài này, chúng ta CVS sửa cái bài này sang cái bài là 84A đi nhé. 84A. Chúng ta sửa lại thì là 84A để cho nó phân biệt với 84 thường. 84A nhé. Đó, 84A. 84A là cái bài, vẫn là cái bài này thôi. Nhưng mà yêu cầu của chúng ta là con vật được hiện ra không phải theo tuần tự, theo như trong sách này nữa. Mà nó hiện ra là ngẫu nhiên. Cũng tất cả các con này.
nhưng mà giáo thầy ra là ngẫu nhiên. Từ 1 đến n, đây là n bằng 20. Thì làm thế nào nhỉ? Đơn giản lắm, chúng ta làm chúng ta là phải có một thủ tục để hoán vị các cái số này và chúng ta lưu kết quả nó vào một cái dãy. Đặt tên là gì đó, đặt tên là dãy kết quả hay là dãy động vật gì đó hay mới đó, mà nó là một cái dãy là các là một hoán vị từ 1 đến n. Và ở đây này, ở chỗ này này, ở đây hiện ra đây không phải là item k của động vật, mà là chỗ này là thay k bằng là cái phần tử thứ k của cái dãy đó. Tương tự ở bên này cũng phải sửa lại, đây không phải là k mà là phần thứ k của cái dãy đó. Đấy, ta sửa lại cho nhanh nhé. Bên này thì chúng ta nhớ lại là chúng ta sẽ làm y hệt như là cách chúng ta tạo ra cái hoán vị từ bài 81 và 82. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra hai cái bảng. Một cái bảng là bảng tem, mà là bảng trung gian, và cái bảng thứ hai để lưu cái dãy là cái hoán vị của từ 1 đến n nhé. Đây, chúng ta tạo ra hai cái dãy nhé. Dãy thứ nhất là tên khác đi, chỗ này khác đi. Là tên nó là list KQ, kết quả đấy nhá. Kết quả là cái dãy là cái list mà kết quả của họ là một hoán vị của 1 đến n. Chúng ta tạo ra. Được chưa? Cái bảng thứ hai phải có ở tất cả các cái thuật toán sinh hoán vị ngẫu nhiên là cái bảng có tên là tem. Chúng ta nhớ cái bảng tem nó là từ tem nghĩa là trung gian tem, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải tạo ra một cái thủ tục có tên là sinh hoán vị, giống như lần trước sinh hoán vị, được chưa? Cái thủ tục này nó sẽ phải để chạy ngay ở chỗ này này, ngay ở chỗ này, ngay ở đây này. Đấy. Chúng ta chạy nó ngay chỗ đầu này, ngay sau cái này. Đó, ta sửa đây một tí là xong nhé. Cái thủ tục xuyên vị này nó có ý nghĩa là nó sinh ra cái bảng là cái dãy list kết quả này. List kết quả này là cái gì? Là một cái hoán vị từ 1 đến n. Thế thôi. Mình ta làm ở đây nhé. Đây, chúng ta đưa đây. Rồi, chúng ta làm này. Nhé. Đây. Bắt đầu làm này. Chúng ta nhớ lại cái thủ tục làm giống với nhau thôi. Chúng ta phải đầu tiên chúng ta phải xóa đi cái tất cả các phần tử cũ khi tạo ra của tem là 1. Đây là delete nhé. Và cái thứ hai là của gì? Của cái gì? Của cái list kết quả. Cái mà chúng ta cần tạo ra. List kết quả. Nhé. Hai cái bảng này. Đây. Chú ý là không được xóa động vật nhé. Động vật là cái dữ liệu gốc chúng ta xóa là mất công phải làm lại đấy. Nhé. Rồi. Để vào đây. Thì cái trước khi sinh một cái hoán vị mới, chúng ta phải xóa đi các phần tử cũ đi để cho nó khỏi bị rác ở trong dữ liệu. Rồi nhé. Thì bước đầu tiên là chúng ta tạo cái tem này. Tem này sẽ phải là một cái dãy ban đầu là từ 1 đến n. Thì chúng ta lại tạo như bình thường, chúng ta tạo cái này là k bằng 1 thôi, k bằng 1. Nhé. Và bổ tạo ra cái tem, chúng ta có một cái vòng lọc n lần. Và mỗi lần như vậy chúng ta bổ sung phần tử thứ k vào cái tem S này, vào tem chúng ta bổ sung phần tử thứ k vào tem và tăng k lên một đơn vị. Vậy ban đầu chúng ta sẽ tạo ra cái tem này là cái dãy tem này là cái dãy các số từ 1 đến n, cụ thể đây là 1 từ 1 đến 20. Và sang bước 2 là chúng ta mới sinh ngẫu nhiên kết quả ra cái bảng list KQ nhé. Cái làm là như này, chúng ta nhớ lại nhé. Cái chúng ta phải nhớ đấy, làm rất nhiều lần cái này. Đấy, chúng ta lặp n lần. Với mỗi n lần chúng ta lấy ngẫu nhiên phần tử từ tem ra và đưa nó vào cái tập kết quả. Sau đó xóa phần tử từ tem đi. Chúng ta sẽ lấy ra phần tử thứ bấy ra k là phần tử ngẫu nhiên. Phần tử ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của tem. Đến độ dài của tem. Len của tem. Đó. Nhé. Tem. Ngẫu nhiên như này. Sau đó là lấy phần tử thứ k. K là phần tử ngẫu nhiên. Nó phải là có cái này thì nó mới là cái hoán vị. Nó mới là ngẫu nhiên. Lấy ra phần tử thứ k của tem. Và bỏ và đưa nó vào kết quả. Chúng ta lấy ra phần tử thứ k của tem. Đây, phần tử thứ k của tem
đúng không? Và ép thế mà, và đưa nó vào kết quả, đưa nó vào kết quả, đưa kết quả đây. Như vậy là đưa cái này vào đây, đưa nó vào đây nhé. Đấy, đưa cái này vào đây này, đưa nó vào đây đó. Sau đó xóa cái này đi, sau đó là xóa đi phần tử thức, phần tử thứ k của các em xóa đi. Sau khi đưa vào, sau khi đưa phần tử thứ k của tem này vào list kết quả, xóa xóa cái này đi bằng lệnh này, delete k của tem như này, đưa nó vào đây. Đấy, như vậy là sau ba cái lệnh này, sau lệnh này thì là cái tệp list kết quả này chính là cái tệp mà lưu ra, lưu cái bảng là phát hiện ngẫu nhiên từ 1 đến n nhé. Bây giờ chúng ta đưa bên trong để đưa ra ngoài đó, được chưa? Nó chuẩn rồi đấy nhá. Đây, cái này là điều này chúng ta gọn, chúng ta có thể quan sát được. Đấy, được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sửa như sau. Ở chỗ này là có gì đây, hiển thị cái chỗ đây này, hiển thị này, phần hiển thị đấy nhá. Thì đây không phải là k mà là phần tử thứ k của list kết quả. Đấy, chúng ta phải thay đổi một tí. Đây, đây không phải là k mà là k của list kết quả. Đó, được, thay cái này vào đây thôi. Đáng nhẽ là k này thì là theo thứ từ 1 đến n này, đúng không? Là không 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 hoán vị, nhưng muốn hoán vị là phải đưa nó vào đây, vì bản thân list kết quả này là hoán vị rồi, đưa vào đây. Và cái phần này là chính là nó, phần này này, cái phần này này, k này chính là cái phần tử của list kết quả. Đây, đưa cái này vào đây, đưa cái này vào đây, thế là xong, được chưa? Đó, như ta vậy ta làm, người ta chạy thử nhá, xem có đúng hay sai nhá, vẫn là thế thôi. Chạy thử này, chạy thử nhá. Cái sách gốc của chúng ta là gấu ở đầu, đúng không? Chúng ta là gấu là đầu, phần tử thứ hai là mèo, phần tử thứ ba là chó, ngựa. Chúng ta thử xem nó có đúng không nhá. Ta chạy thử, nó không đúng là cũng như nhá. Chạy thử này, đã chưa thấy con này là không phải là con gấu này, ta để là con đại bàng. Con đại bàng. Đúng rồi nhé. Tiếp theo, con này là con gì đấy bạn không nhớ lắm, con nhìn là con gì mà bồ câu à, bồ câu, đúng rồi. Con ong, con này thì dễ rồi, con ong, đúng rồi. Được chưa? Nhưng mà các bạn thêm, các bạn thấy là con hiêu cao cổ là nó hiện ra là ngẫu nhiên rồi đấy, không phải theo thứ tự từ 1 đến n nữa. Đây là con gì đây? X sai rồi, sẽ con gì đó nhé. Đây là con X này, con X này, X này. Đấy, con thấy không ạ? Như vậy là ta sửa một tí thôi thì ta thấy là ra một chương trình là rất là hay. Chương trình là rất là quan trọng, rất là hay. Chương trình này mà chương trình hoàn thiện. Còn nếu chương trình mà là nó ra là luôn từ 1 đến N thì nó không hay nữa, thì nó nhàm chán. Cái này nó luôn ra, nó luôn thay đổi, nó luôn là ngẫu nhiên. Chứ cảm giác người mà chơi nó rất là thú vị. Rồi con, mình con là chép bài này vào máy tính đi, chúng ta ghi vào đi đây nhá. Ở cái phần con mèo nó chỉ này thôi, hiện ra cái đồ vật chỉ này thôi. Còn cái phần mà giáo viên phức tạp hơn, chúng ta phải có hẳn một thủ tục sinh hoán vị. Cái thủ tục này chúng ta phải nhớ nhé, làm chúng ta phải làm đi làm lại nhiều lần trong các bài tập mà của chúng ta nhá. Rất quan trọng. Con chép vào mà đi, chép, ghi vào máy tính đi nhá. Con có thấy khó không? Phần này là tôi nói rất là khó đấy. Phần này theo bác là vào loại khó rồi đấy nhá.
Con xong rồi ạ. Ừ, rồi. Kiểm tra lại đúng không? Rồi ạ. Kiểm tra lại xem có đúng không nhá. Xem có đúng theo là nó đúng là một hán vị chưa nhá. Con xong rồi ạ. Ừ, tốt tốt. Như vậy là nó chỉ sửa một chỗ này thôi này, cần có cái oxy hóa nghĩa đây và ta sửa một chỗ này thôi, cần có một cái mảng, cần có cái mảng là mảng làm list kết quả là hóa nghĩa từ 1 đến n, như vậy là xong, sửa một chỗ này thôi. Đó nghĩa là k thì bây giờ là thay k bằng là item k of list kết quả, bên này cũng vậy, sửa chỗ này thành đã nghĩa là k thì là item k of list kết quả là được thôi. Đấy, nói chung là nó rất là cũng dễ hiểu thôi mà, con làm quen rồi con thấy là nó cũng dễ hiểu, không có gì cả, được chưa? Còn ai chưa xong không, ai chưa xong giơ tay nào. Xong rồi thì thôi, xong rồi chúng ta sẽ chuyển sang một cái dạng toán, một cái dạng bài nữa mà cái dạng đó là cái dạng mà là hay nhất của buổi hôm nay đấy nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng là câu hỏi bài kiểm tra là trắc nghiệm nhá. Đây thôi, bây giờ chúng ta chuyển sang bài tiếp theo nhá. Bạn này các con nếu mà chưa xong nữa thì con có thể cái này bác sẽ gửi lên trên cái kho tư liệu, con có thể tải về xem. Bây giờ chúng ta sẽ sợ không hết thời gian, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài tiếp theo là cái bài cuối cùng. Chúng ta bỏ qua cái bài 5, bài 5 thì ta bắt cho làm bài tập về nhà. Sau đây chúng ta bài số 6 là kiểm tra trực tuyến theo bài trắc nghiệm. Đấy thì bây giờ như này nhá, các con như sau, bây giờ các con ghi lại bài này nhé, ghi lại bài này và các con mở cái bài mẫu kiểm tra trắc nghiệm ra. Cái này nhé. Để chúng ta thấy là cái mô hình cái bài kiểm tra trắc nghiệm là như thế nào. Bây giờ chúng ta mở ra đây. Chúng ta mở ra và chúng ta xem nhé. Đây, cái bài đây là cái bài mà mô hình kiểm tra trắc nghiệm. Thì cũng như vậy thôi, câu hỏi trắc nghiệm sẽ được lưu vào trong một cái cơ sở dữ liệu, trong một cái bảng. Chúng ta mở ra và cho thấy nó có hai cái bảng, là bảng câu hỏi và bảng đáp án, cũng giống như là câu hỏi tự luận nhưng mà nó khác là như sau này. Chúng ta mở ra xem này. Đó. Các bạn thấy không? Nó là cái câu hỏi trắc nghiệm, tức là câu hỏi mà
Ở thế này nó có đáp án, câu hỏi có đáp án là A, B, C, D. A, B, C, D, A, B, C, D. Nó không không phải là đáp án còn, câu hỏi trắc nghiệm là câu hỏi đáp án của nó cứng cứng ở trong bốn đáp án có sẵn, chứ không phải là nó rộng như ở tự luận. Tự luận là đáp án của nó là một cái số bất kỳ, có thể là số, có thể là chữ, có thể là một số ký tự, có thể là một số mà nó đa dạng. Còn đối với với câu hỏi trắc nghiệm chỉ có một trong dạng là A, B, C, D thôi. Đáp án đây. Đấy. Đáp án chỉ là hoặc A, B, C, D. Thấy không nào? Bạn thấy không nào? Câu hỏi 1 đáp án là B. Câu hỏi 2 đáp án là A. Câu hỏi 3 đáp án là C. Câu hỏi 4 đáp án là C. Câu hỏi 5 là D. Câu hỏi 6 là B. Câu hỏi 7 là C. Câu hỏi 8 là A. Câu hỏi 9 là B. Câu hỏi 10 là A. Thấy không nào? Đây nhé. Các câu hỏi này bác lấy từ cái bài trên thôi, nhưng mà ta sửa lại một chút thôi. Năm nhuận tháng 2 có bao nhiêu ngày? Đáp án A là 28, B là 29, C là 30, D là 31. Thì trong cái bài số 9 này đáp án đúng là mấy? Là B, là B là 2 là 29. Thấy không nào? Đó. Nhé. Thì đây là câu hỏi trắc nghiệm. Thì câu hỏi trắc nghiệm này sẽ làm bài trên máy tính như thế nào? Thông thường ở trên máy tính thì chúng ta phải tạo ra bốn cái nút có chữ A, B, C, D. Và khi ra câu hỏi, học sinh nháy vào nút đáp án A, nháy vào nút A, B đáp án B, nháy vào nút B là xong. Đấy nhé, thì các chúng ta làm bài như này. Đây là cái đáp án, đây là cái bài của chúng ta đây. Đấy nhé. Giáo viên thông báo chuẩn bị bài kiểm tra trắc nghiệm, sau đó lần lượt ra câu hỏi trắc nghiệm. Học sinh sẽ trả lời bài câu hỏi bằng cách là nháy vào nút A, B, C, D trên màn hình. Khi nháy vào một nút ABC, giáo viên nói ngay là đúng hay là sai. Và khi làm xong, giáo viên nói thông báo điểm số. Được chưa? Thì cái bài 86 này là cái bài mà không cần phải đưa các câu hỏi ra là ngẫu nhiên, mà ta đưa ra từ 1 đến 10 thôi nhá. Được chưa? Bài này khó hay dễ nè? Nào, bài chúng ta các con có làm lấy được không? Như vậy chúng ta sẽ phải tự động, chúng ta phải vẽ ra bốn cái nút nhá. A, B, C, D, chúng ta phải tạo ra bốn cái nút này. Có thể là ta tạo ra là bốn nhân vật ứng với bốn nút, hoặc là một nhân vật có bốn nút cũng được, tùy các con nhá. Thế là dễ, chúng ta tạo ra bốn nhân vật đi. Bốn nhân vật coi là cái nút A, B, C, D như này trên màn hình nhé. Còn khó hơn là chúng ta tạo ra là một nhân vật nút và có bốn cái trang phục, tùy các con. Thì việc bác làm cho con, bây chúng ta làm thông báo là dễ nhé, là có bốn nhân vật, mỗi nhân vật là một nút khác nhau. Làm như sau nhé, chúng ta làm nhanh cho các con này. Chúng ta sẽ dùng chữ này để chúng ta vẽ luôn trên màn hình thôi, tạo ra một nhân vật và có hình là cái nút ABCD đó nhé. Đây, bấm vào đây này đó. Và đây chúng ta vẽ, thì chúng ta sẽ vẽ cái nút đó, thì chúng ta nên chuyển sang dạng vector để số này vẽ, số này chúng ta có thể điều chỉnh được dễ dàng đó nhé. Ví dụ chúng ta tạo ra cái nút là hình chữ nhật hoặc là hình vuông gì đó nhé. Đây, chữ hình vuông này chúng ta chọn nó là dạng này này. Ví dụ là bác hãy chọn cái này nhé, chúng ta vẽ cái hình như này, đấy, nhỏ như này nhé. Đó, sau chúng ta sẽ đưa cái chữ A vào. Đấy, chữ A nhé, chữ A ta chọn cái màu trắng. Đấy, và lấy chữ A vào đây. Chữ A. Đấy, A nhé. Thì ở đây chúng ta có thể dùng này, ta điều khiển, ta làm cho nó chữ A nó to ra được. Đấy, to ra như này. Ta để vào giữa cái nút này. Đấy. Chúng ta điều chỉnh cái tâm của nó vào giữa. Mấy các bạn, nếu mà ai làm Scratch 3 vẫn được chỉnh tâm được nhé. Đó, vào giữa. Đó, mà chúng ta đặt cái này là một thôi. Nút này ta đặt tên là nút A nhé. Đặt tên là cái biến nhớ này, đặt tên cái biến này là nút A. Nút A. Được chưa? Đó. A này. A ta sẽ để nó vào góc bên này. Và ta tạo ra là bốn nút A, B, C, D ở đây nhé. Đấy, giống như hình vẽ mà bác gợi ý đây. Hình vẽ bác gợi ý là ở đây này. Đó nhé. A. Thì vì có A rồi, ta sẽ copy sang B thôi. Các bạn bấm chuột phải chọn cái lệnh là duplicate, mình sẽ tạo ra cái B, đây là B nhé, B giống B đây này, thì chúng ta sẽ sửa cái này thành nút B nhé, và chúng ta sẽ sửa ở đây
ta dùng chức năng T này chúng ta sửa. Đấy, ta sửa thành mức B thôi. Dễ dàng lắm, B nhé. Như vậy là xong B, ta kéo B xuống đây. Và chúng ta sẽ sửa nút B, ta copy sang thành nút C, copy đây. Đấy. Ở đây sẽ là C nhé, C. Chúng ta dùng chức năng này chúng ta sửa. Đấy, C. Nhanh lắm. Đấy. Rất nhanh. Ta kéo C xuống đây. Rồi, và từ D ta, C ta copy ta tạo là cái nút D. Các bạn vẽ rất nhanh thôi nhé. Đấy. À, xin lỗi. Đây là C chứ. Đây chỗ này là C chứ, chỗ này là vẫn là nhìn chỗ này vẫn là C. Đây này, đây mới là D này, đây là D, chúng ta sửa chính xác nhé. Rồi, như vậy chúng ta làm nhanh kia, các bạn có thể là tạo nhanh như này. Đấy. Đấy thì việc các bạn tạo đi, tạo cái để bác cho là bé đi một tí, hay to quá. Bé đi một tí cho nó đẹp. Bé đi một tí nha. Các con ai dùng Scratch 3 chúng ta sửa cái size ngay trên màn hình thôi. Được chưa? Đấy. Rồi. Nút B đây, nút này đặt tên là nút C. Nút C. Còn ở đây cái nút cuối cùng này là nút D nhé. Nút D. Nút D. Rồi. Được chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ lập trình này. Chúng ta sẽ lập trình nhé. Lập trình ở bài đầu tiên là bài 86. Đây đặt tên là 86 nhé. 86 này. Thì chúng ta lập trình là giáo viên sẽ lần lượt hỏi các câu hỏi trên màn hình. Câu hỏi được câu hỏi lấy từ cái ngân hàng câu hỏi của chúng ta đây. Là lắp là ABCD đây nhé. Và người dùng sẽ trả lời một cách là nháy chuột vào đây. Nháy chuột vào đây. Khó không con? Như vậy mà nó phức tạp hơn là điều khiển các nhân vật là tương đối phức tạp một chút. Không khó đâu. Không khó nhé. Rồi, nào. Bây giờ chúng ta sẽ bài này là kể ra cũng hơi khó một chút nhưng mà chúng ta thôi bây giờ bác làm cho con nhé. Các con nhìn bác làm và sau đó các con sẽ làm lại nhé. Thì việc đầu tiên là ta tạo ra cái bộ bốn cái nhân vật bổ sung cộng giáo viên là 5. Thì cái mà lập trình rất đơn giản thôi. Nhưng mà bây giờ cụ thể như này nhé. Bây giờ giáo viên sẽ là người mà sinh ra cái lần lượt hỏi các câu hỏi. Trước mắt là lượt lấy câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi ra nhé. Từ cái bảng này ra và lượt từ 1 cho đến N, cho đến 10 nhé. Đó. Rồi. Mình chúng ta làm này. Giáo viên đây nhé. Đấy. Thì giáo viên sẽ công bố là các con là chuẩn bị. Học sinh chuẩn bị. Em chuẩn bị. Thầy, thầy bị nhầm số tự nút D à thầy? Sao? Thầy bị nhầm cái đối tượng của thầy ấy. Đối tượng nào? À đây, nhầm đúng rồi, tôi xin lỗi. Ở A đúng không nào? À bài này các con phải C và S nhá. C và S sang cái bài là bài 86 nhá. Ờ, việc mà thầy biết rồi. Và sẽ sửa lại nhá. Chính xác. Bỏ cái này đi. Giáo viên. Chính xác. Quá, các bạn là quá nhìn thấy chính xác nhá. Đây là em gì? Em chuẩn bị bài kiểm tra trắc nghiệm đúng không? Trắc nghiệm. Được chưa? Rồi. Lần lượt thôi nhá. Thì như sau này, chúng ta sẽ tạo ra một cái biến là biến K như mọi khi để dùng để chạy, và biến N để mô tả cái số lượng câu hỏi có trong ngân hàng câu hỏi của chúng ta nhé, trong cái mảng câu hỏi này nhé, mà chúng ta đặt là set N này bằng cái gì, bằng cái chiều dài của cái bảng câu hỏi được chưa nhé. Và chúng ta làm cẩn thận thôi, chúng ta làm này, đầu tiên chúng ta đặt là K bằng 1, sau đó chúng ta sẽ lập thôi. Đơn giản đã nhé, K bằng 1, chúng ta sẽ làm dần và chúng ta sẽ lập, mà giáo viên sẽ hỏi lần lượt là n lần đúng không, chúng ta sẽ lập lần lượt là n lần. Đây, lập lần ta hỏi một câu hỏi đúng không,
giáo viên sẽ đưa ra câu hỏi. Nhưng mà câu hỏi ở đây không phải dùng cái lệnh ask mà giáo viên chỉ nói thôi, mà giáo viên sẽ phải chỉ huy để học sinh sẽ làm bài một cách là nháy chuột lên các nút ABCD. Giáo viên sẽ dùng cái gì? Giáo viên sẽ dùng cái lệnh say. Đây, lần này say để hỏi câu hỏi thứ ca nhé. Lệnh say đây. Câu hỏi thứ ca đâu? Và cho dùng cái gì? Chúng ta say cái gì? Say cái phần tử thứ ca, item thứ ca của câu hỏi hiện ra. Được chưa? Ca đây. Đấy. Giáo viên sẽ hiện trên màn hình cái nội dung câu hỏi thứ ca nhé, câu hỏi thứ ca của cái ngân hàng câu hỏi của chúng ta. Ngân hàng câu hỏi là ở đây này. Đấy, câu hỏi đây nhé, ta nhập trước vào rồi nhé, câu hỏi trắc nghiệm và lệnh say chứ không phải là lệnh ấy nhá, lệnh say. Và khi mà lệnh say rồi thì giáo viên sẽ phải gửi một thông điệp, à không, không thông điệp, giáo viên sẽ phải chờ chờ cho cái người dùng sẽ nháy chuột, đúng không? Khi mà làm xong thì mới ấy, thì làm khi người dùng nháy chuột rồi, dùng nháy chuột thì mới là xong một câu, thì chúng biết giáo viên sẽ kiểm tra xem dùng chọn đúng hay là sai. Đấy, với chỗ này khó một tí đây, chúng ta chú ý nhá. Có lẽ chỗ này không cần, bài này có lẽ không cần thông điệp. Kia nhân vật này sẽ luôn chờ người dùng nháy chuột thì xử lý thôi. Nhưng mà chúng ta cần gì? Đó nhá. Chúng ta cần bị nhớ sau đây này. Sau khi say, sau đó giáo viên phải chờ cho đến khi mà người dùng là làm xong thì mới quay lại làm tiếp câu hỏi tiếp theo. Quay lại thì khi người dùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo là trên ca bằng trên ca bài 1 nên ở đây này. Ở đây phải có một lệnh chờ cái gì? Đó, để chúng ta phải chú ý nhé. Đây nhiều cái làm lắm, nhưng mà cái làm của bác là như này nhé. Chúng ta tạo ra một cái biến nhớ để mô tả là người dùng đã làm xong chưa, xong không được chờ mãi thì ta bác đặt tên cho cái biến nhớ đó là done, những từ anh là làm xong rồi. Vậy là done là cái biến nhớ là mô tả xong rồi, nhưng done bằng không là chưa làm xong, done bằng một xong rồi. Như vậy là khi bắt đầu câu hỏi, giáo viên đặt kia done là bằng không là chưa làm, là chưa làm. Khi mà giáo viên mà hiển thị câu hỏi, sau đó là chờ. Lệnh chờ là lệnh gì? Là cái lệnh wait until, chờ cho đến khi mà người dùng làm xong. Chúng ta dùng các biến nhớ để mà ta điều khiển cái quan hệ giữa giáo viên và các nút lệnh nhé. Chờ cho đến khi nào? Chờ cho đến khi mà đăng bằng một thì ta đây, chờ cho đến khi mà đăng bằng một nhé, này đăng bằng một. Đây, giáo viên là say, tức là nói hiển thị trên màn hình đây là cái câu hỏi thứ K, đúng không? Sau đó là chờ cho đến khi mà đăng bằng 1. Khi đăng bằng 1 làm xong rồi thì giáo viên sẽ kiểm tra là đúng hay làm sai. Kiểm tra xong thì thay K, chuyển K, nâng K lên 1 vị và quay trở lại đây, đặt lại đăng bằng 0. Như vậy là sau lệnh này là kiểm tra. Thì kiểm tra như thế nào? Đó, chú ý nhé, chỗ này là đây là cái phần chung cho tất cả các cái bài tập trắc nghiệm. Khi người dùng nháy chuột chọn thì chúng ta phải có biến nhớ để lưu lại cái người dùng là chọn như nào, thì chúng ta cần biến nhớ nữa để mô tả cách chọn của người sử dụng. Đây ta dùng từ là chọn nhé. Chọn là cái biến nhớ để mô tả người dùng là chọn A, B hay C hay là D, chọn, được chưa? Thì ban đầu khi mà bắt đầu vào ta đặt chọn là bằng rỗng, không có gì cả, người dùng chưa chọn gì cả. Ta nghe ở đây này. Đó, trước khi làm nhé. Còn sau khi người dùng khi mà chờ thì người dùng sẽ nháy chuột lên đây. Nháy chuột. Khi nháy chuột thì chúng ta sẽ đặt vào A này, đây nhé, A này nhé. Đối với ta lập trình cho nút A nhé. Khi người dùng mà nháy chuột. Đây, khi dùng là nháy chuột lên cái này. Thì chúng ta đặt luôn, chúng ta set cái chọn đối với nút A nhé, chọn sẽ là gì? Chọn sẽ là A. Và chúng ta sẽ so sánh cái chọn này với cái đáp án này, chọn sẽ là A nhé. Và khi chọn rồi thì là làm xong, chúng ta đặt tiếp là gì? Là đăng bằng 1 là làm xong. Đó, đây chính là khi dùng nháy chuột thì là làm xong. Đăng bằng 1 thì khi đó giáo viên sẽ đây, đăng bằng 1 giáo viên sẽ kiểm tra và quay lại
làm chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhé. Như vậy đây là, như vậy là cách tập trung là đặt chọn bằng A. Chọn là cái lựa chọn của người sử dụng, của người dùng khi mà ta nháy chuột vào cái nút A, B, C, D nhé. Đây chính là A. Tương tự như vậy với B, C, D, ta copy ra, copy sang B này, copy sang C này, copy sang D, và ta chỉ việc sửa một chút thôi. Bấm vào B nhé, bấm B đây nó sẽ là B, B nó sẽ là chọn B, đúng không? Bấm vào C thì nó là C. Chúng ta chú ý nhé, nó phải đúng chính xác, nó là C. Khi người dùng nháy vào D thì nó là D. Bạn thấy không nào? Như vậy cái bài này chúng ta có 4 nhân vật thì ta xử lý rất dễ. Nhưng mà nếu các bạn là muốn là tạo ra 4 cái nút này là 4 cái là mục của một nhân vật ấy, 4 cái trang phục của nhân vật thì ta xử lý rất là khó. Thì khi đó cái nút này nó phải là các clone, đúng không nhỉ? Người ta xử lý khó hơn, nhưng mà ta vẫn làm được nhé. Rồi, quay sang đây nhé. Khi mà người dùng đã chọn rồi nhé, đã chọn rồi này, cái đặt là một rồi, khi người dùng đã nháy, ta đặt cho vui nhé. Khi người dùng nháy vào thì ta cho nó một cái click cho nó dễ đi. Ta chọn một cái sound, bấm vào đây cho nó thành cái pop cho nó thích nhé. B cũng vậy, B đây nhé, ta chọn sound pop cho nó hay một tí nhé. Người dùng nhấn chuột pop là đã chọn rồi đấy, pop. D là pop. Rồi. Thì rất là hay nhá, yeah, pop. Chơi tại D đi thầy. Trong đó tụ D. Gì? Trong D. À đây đây, đúng rồi, D là D. Đây là D. Ô cháu quá giỏi rồi. Đây coi. A đây là C đúng không? Đây là C đúng rồi. Đây là B không? Đây là B, đây là A, chính xác. Hoàn toàn chính xác nhé. Yeah. Nút D phải là D, nút C thì phải là C, nút B chọn phải là B, nút A chọn phải là A. Rồi. Bây giờ quay sang đây như xử lý nhé. Khi mà người dùng, cô giáo đây, A là ta, đây, khi cô giáo là hiển thị cái câu hỏi nhé, câu hỏi thứ A này, và chờ cho đến khi mà làm xong, khi mà pop một cái là làm xong, đăng bằng 1. Sau giáo viên sẽ kiểm tra đây. Giáo viên sẽ dùng cái lệnh này để kiểm tra thôi, lệnh ta kiểm tra nếu đúng là sai, cái chuyên ca trong dưới cùng nhé. Đây đúng thì như nào, đây nếu mà chọn bằng cái gì, bằng đáp án đúng đây, nếu mà chọn bằng cái đây đáp án nhá, đáp án thứ ca, nếu mà chọn bằng đáp án thứ ca của đáp án là đúng không nào, chọn ABCD mà đúng thì kêu là đúng rồi. Đây, sai, đúng rồi. Đúng rồi nhá. Đúng rồi. Còn ngược lại thì là gì? Thì là sai rồi. Ngược lại thì là đây là sai rồi. Sai rồi. Được chưa? Đó, và sau đó là trên ca bài 1. Ở đây chúng ta sẽ thêm như nào? Ta thêm cái biến là score là điểm đi. Score vì nó có 10 câu hỏi cho dễ. Score nhá. Và ban đầu là score bằng 0. Score bằng 0 trên này. Và làm đúng này, đúng là trên score by 1 đơn vị ở trên này. Và khi làm xong thì giáo viên thông báo là em được bao nhiêu điểm. Giáo viên thông báo là em đã hoàn thành. Em đã hoàn thành và được bao nhiêu điểm. Em đã làm xong. Em đã làm bài xong. Đạt bao nhiêu điểm đó, đúng không? Đạt score điểm. Score. Kéo score sang. Bên này là điểm. Điểm. Đó. Thành công nào? Được chưa? Nhắc lại nhé. Mỗi một câu hỏi thì sẽ phải đầu tiên là chúng ta cần hai biến nhớ là đăng và chọn. Đăng là mô tả là đã làm xong chưa, chọn là cái lựa chọn của người dùng khi mà nháy chuột lên nút ABCD. Thì bắt đầu là đặt đăng bằng 0, chọn là bằng rỗng, thì giáo viên hiển thị cái dòng chữ trên câu hỏi ra và chờ cho đến khi mà đăng bằng 1, tức chờ khi người dùng nháy chuột. Người dùng nháy chuột lên một nút thì có tiếng pop, và đặt chọn là đặt lượng người dùng là ABCD đúng theo từng nút lệnh và đặt đăng bằng 1 nhá. Đấy, bằng 1. Sau đó kiểm tra. Kiểm tra chọn được cái bằng cái
đáp án hay không, đáp án tương ứng nhé. Bấm câu hỏi K ứng với đáp án, để câu hỏi đã câu hỏi K thì đã bấm đáp án K của đáp án đây nhé. Đó, nếu đúng thì là đúng rồi và trên score bài 1, còn nếu sai thì nó là sai rồi và sau đó chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Cuối cùng là thông báo cái này. Đó. Này các bạn làm đi, bây giờ bác chạy thử nhá, xong đúng không nhá, bác chạy thử là. Đấy, nhà xét nghiệm nhá. Đây. Xe năm nào? Năm 45, bấm vào đây. 58. Đúng rồi, đúng không? Mắc sông nào? À, đúng rồi. Tỉnh nào? Ta bất kỳ ta tính là bấm D nhé. Sai rồi. Đấy, phong to để nhìn nó dễ nhé. Sông Hồng, sông Xô Đà, sông Tô Lịch, C. Đúng rồi. Đấy. Hồ Chí Minh hay là Hà Nội? Đông nhất Hà Nội, đông nhất là D. Đúng rồi. Tổng thể 55, B biết tiếc rồi. 55, đúng rồi. Sao mùa xuân, mùa đông là mùa gì? Mùa xuân là C. Đúng rồi. Hoa đào hay là hoa gì? Hoa đào A. Đúng rồi. Năm nhuận là 29 ngày. Đúng rồi. 265 là A. Đúng rồi. Đạt 9 điểm, sai một câu. Các con có thấy không? Đấy, nhưng mà ta sửa một tí thôi. Được chưa? Đấy, nhưng mà chúng ta vừa hoàn thành một cái bài rất quan trọng. Một cái bài là cái mẫu của cái câu hỏi trắc nghiệm nhé. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy là câu hỏi trắc nghiệm là chúng ta phải nhập vào cái mẫu như vậy. Là một cái nó gọi là ngân hàng câu hỏi đấy, rất nhiều câu hỏi. Các bạn ghi vào máy tính nhá. Cái bài này khó một chút, chúng ta làm cẩn thận nhé. Bài này là bài 86 nhá. Chúng ta bỏ qua cái bài 85. Bài 85 thì ta bài tập về nhà, còn bài 86 chúng ta là ghi vào máy tính nhá. Bài này bài rất quan trọng luôn nhá. Quan trọng. 86. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ vừa làm và chúng ta sẽ các bạn làm xong rồi chúng ta sẽ chuyển ngay sang cái bài 86A. Là cái bài cuối cùng ngày hôm nay, là cái bài là cái bài yêu cầu là yêu cầu các câu hỏi phải đưa ra là ngẫu nhiên. Đấy, chứ không phải là từ 1 đến N nữa, không phải cứ mà đầu thì nếu mà từ đầu thì sau sinh làm nhiều nó quen đi. Thì yêu cầu các câu hỏi phải đưa ra phải là ngẫu nhiên cho nó hay. Làm thế nào? Đấy, còn bây con chắc vào đi, con sẽ tự làm ngay cái phần ấy nhá. Tự làm ngay cái phần gọi là cái phần ngẫu nhiên nhá. Cách làm tương tự bài hôm nãy, chúng ta sẽ phải tạo ra một cái thủ tục có tên là hoán vị. Và chúng ta tạo ra một cái biến tạo ra hai cái bảng. Bảng tem và một cái bảng kết quả. Một kết quả đó là cái một hoán vị từ 1 đến N, 1 đến 10 đấy. Và chúng ta sẽ có một thủ tục là hoán vị. Thì trước khi chúng ta ở đây này, trước khi mà tạo ra ở đây là chúng ta phải lập hoán vị và chúng ta sửa đây một chút, sửa đây để cho nó thành là để nó hiện thì không phải là câu hỏi thứ ca mà câu hỏi là câu hỏi ngẫu nhiên, câu hỏi thứ ca của cái dãy kết quả. Được chưa? Giống như bạn lúc nãy. Cái làm rất nhanh, chúng ta làm rồi mà. Để con nhập vào máy tính đi nhé. Trong khi nhập thì bác sửa luôn. Bác là người bác sẽ ghi vào đây vào bài 86 nhé. Và chúng ta bác sẽ save S sang kia 86A. 86A, cái bài này bài quan trọng. 86A. Vậy ta bỏ qua bài 85 nhé, sang luôn bài 86 nhé. Và bài 86A. Đó. Bài 86A là cái bài mà chính là cái này thôi, nhưng mà ta sẽ sửa lại để cho nó các câu hỏi được sinh ra là câu hỏi được sinh ra trên màn hình thì hiện ra là ngẫu nhiên. Được chưa? Con tranh thủ con chép đi. Chép đi nhá. Còn bác có tranh thủ bác đưa ra cái phương án của cái phần hoán vị giống như bài trước, không có gì là thay đổi cả, bác làm luôn nhá. Bác tạo ra hai cái bảng phụ là cái bảng tem và bảng thứ hai là bảng đặt tên là bảng kết quả đi, list kết quả.
lịch ra quy lịch kết quả là cái bảng, là cái bảng này, cái bảng này là thiết ra cái bảng là hoán vị từ 1 đến n, cái bảng mà đầu ra của nó đấy sinh ra hoán vị, và dùng cái bảng này để hiện câu hỏi được chưa? Enter. Các bạn ấn đi được chưa? Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra một cái thủ tục có tên là sinh hoán vị. Hoán vị nhé. Đó. Thì thủ tục này ta làm giống như lúc nãy, không khác, không khác một tí đâu cả, rất đơn giản nhé. Làm nhanh cho con xem này, cái thủ tục này là ta biết rồi, ta bắt nó nhanh nhé. Đầu tiên là phải xóa tất cả phần tử của list kết quả và của tem. Hai cái này ta cần tem nhé. Rồi. Sau đó là chúng ta sẽ tạo tem trước, tem là từ 1 cho đến n. Chúng ta đưa vào đây là cái k bằng 1 và lọc n lần. Làm nhiều nó quen đi thôi. N lần. Được chưa? Và lệnh chúng ta là lệnh add vào tem, add phần tử thực k nó vào tem và chuyên k. Đấy, đây là cái đoạn chương trình là tạo ra cái dãy tem ban đầu là từ 1 đến n, và đến bước tiếp theo là ta sinh ra cái bảng list. Dùng có 3 lệnh, ta biết rồi, rất là quen thuộc rồi. Nên làm mãi nhé. K này, set K là một cái phần tử ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của tem, phần tử nguyên của tem. Lên tem. Đấy. Sau đó bổ sung cái này vào list kết quả. Bổ sung phần tử thứ K của tem, k của lấy k này, k của tem này, đưa nó vào cái này, đưa nó vào đây. Sau đó là xóa đi, xóa phần tử thứ k của tem. Đấy. Thì sau lệnh này là cái bảng kết quả này là cái một hoán vị từ 1 đến n. Ta sửa lại một tí là xong. Ở đây chúng ta chú ý là ta phải đưa cái này vào đây, đưa cái này vào đằng sau lệnh n. Đưa cái này vào đây. Sau cái lệnh này này, sau khi ta có n rồi này, chữ n này bằng ta mới tạo ra sinh hoán vị ở đây nhé. Còn bây giờ ta sửa chỗ này thôi, ta sửa chỗ này này, sửa chỗ này này, sửa ở đây là xong. Hai chỗ này là sửa chỗ này này, sửa chỗ nào, sửa như nào, sửa bằng ta dùng cái không phải là k mà thay k bằng item k của list kết quả. Đấy, ta bỏ con này ra này. Đấy, và ta copy vào đây. Đây là 1 này, chỗ này là 2 này. Bỏ cái này ra và đưa nó vào đây. Thế thôi, không như thế rồi. Đấy. Bây giờ con lấy vào đi, các con mở máy tính ra, con chép cái này vào đi, hai phần quan trọng, rất quan trọng nhá. Đấy. Quan trọng. Ở bên này không thay đổi, bên này là không thay đổi, bên này vẫn thế, chỉ sửa bên này thôi nhé. Thì đây là cái bài 86A, bài hôm nay là bài chính của hôm nay đây. Bài mà các con, mà bác muốn con phải nắm được cái cách làm là thiện một cái bài kiểm tra trắc nghiệm. Là trắc nghiệm như thế nào? Mà các câu hỏi phải đưa ra nó là ngẫu nhiên chứ không phải là tuần tự. Bài 86 bình thường là tuần tự, 86A là ngẫu nhiên, chúng ta thêm cái phần hoán vị thôi nhá. Để ta bỏ phần hoán vị đi, bỏ hoán vị này đi, bỏ cái chỗ này đi là k, bỏ đi là k là xong, thì là thành là không hoán vị. Rất đơn giản như vậy thôi. Được chưa? Các con chép vào đi nhá, chép vào và thử nhá, xem đúng hay sai nhá.
Con đang chép vào nhá. Chép xong chưa? Thì khó bài bài này hơi khó nhé. Thì được, con cứ chép đi, bây giờ về nhà bác sẽ đưa ra cái bài tập thì con về nhà con làm nhé. Bài tập này có thể làm trong trong tuần này hoặc tuần sau làm vẫn được. Đây bác ghi ra hai cái bài tập này. Hai cái có hai trò chơi là game 1 hai hoa dân chủ và game 2 là giải toán nhận quà nhé. Hai bên này nó đều sử dụng những cái bộ dữ liệu mà carbon đã có đấy. Đấy, để mô tả nhé. Đây thì bác sẽ gửi hai cái đề này lên trên cái ấy để các con về nhà con xem nhé. Đấy, đây là cái bài giải toán nhận quà, thì đây là hai cái bài bài tập về nhà nhé. Đấy, của cái tuần này nhé. Thì bây giờ con muốn chép vào đi, vì bác sợ thì ăn hết mất rồi, thì con tranh thủ chép vào nhé. Con khổ khổ nhá. Thấy con xem được cái nút hả? Nút đây. Cái nút là giống nhau nhá, chỉ có khác nhau ở cái chữ A, B, C, D thôi, còn lại là giống hệt nhau. Nhìn rõ chưa? Nhá. Để bác quay về bên này để cho mọi người xem, với cái bên này quan trọng hơn. Nút thì nó rất là giống nhau như này. Nút A đây, nút B đây, nút C, nút D. Nó chỉ đây là bóp, sẽ chọn. Được chưa? Khi người dùng chọn nhấn vào nút thì là đặt cái chọn, tức là cái lựa chọn của người dùng là chính ABCD. Còn đăng tức là bằng 1 tức là làm xong rồi. Khi người dùng nhấn chuột vào nút này coi làm xong rồi. Khi xong rồi thì giáo viên mới đây, quay. Khi xong rồi giáo viên mới kiểm tra ngay người dùng làm đúng là sai. Vậy hơn. Tất cả mọi thứ đều rất là rất là hợp lý đúng không con? Đều rất là rõ ràng sáng sủa. Đấy, là chú ý nha. Đây là xong chưa? Xong rồi ạ. Xong rồi thì tốt.
Xong chưa? Nha. Bữa nay bác sẽ ghi và bác sẽ đưa lên trên Tài Nguyên để con tải về xem. Thì bác nói sơ qua về mấy cái bài tập về nhà cho con xem nhá. Sẽ có hai bài tập về nhà, hai cái game. Game 1 là hái hoa dân chủ. Là như thế này nhá. Tức là chúng ta có một cây thông mà chúng ta nó có những cái đúng là cái hoa hay là cái bác vẽ đây là cái mô tả đây là cái chuông, nhưng mà đúng là mỗi cái chuông là nó giữ một câu hỏi. Đánh số từ 1 đến 10 đấy. Thì chúng ta điều khiển học sinh này đến để chạm vào, học sinh sẽ lấy tay để lấy một cái bông hoa này. Khi học sinh mà lấy một cái chạm vào một cái chuông, cái chuông này nó dính vào người học sinh, và khi đó thì học sinh sẽ coi như là kiểu như học sinh sẽ mở được ra cái chuông và giáo viên sẽ hiển thị cái câu hỏi học sinh phải trả lời. Đấy, cho câu hỏi nằm trong cái chuông này nhé. Học sinh phải trả lời bằng được, đúng thì thôi. Khi học sinh trả lời đúng thì cái chuông màu học sinh đang cầm cái chuông nó sẽ biến mất, và học sinh sẽ quay trở lại đây và lại tiếp tục lại như vậy cho đến khi mà hết chuông thì thôi. Nên bác ấy lại nhá. Như này, khi mà học sinh đang cầm một chuông này này, đây học sinh cầm chuông nhá, thì giáo viên hiển thị câu hỏi này đây. Tôi trả lời ở đây. Trả lời xong, cái chuông này là mất đi, học sinh sẽ quay trở đây và lại tiếp tục đi vào để ta được khiển đi vào để học sinh sẽ lại cầm vào chuông. Tại một thời điểm chỉ cầm được một chuông thôi, cần được một cái hoa dân chủ thôi. Thế nên đề bài là như này nhá. Ở giữa màn hình là cây thông, thì nó xuất hiện ngẫu nhiên các cái chuông nhỏ, mỗi chuông có chứa một câu hỏi, trong sách các câu hỏi có sẵn. Chúng ta có 10 câu hỏi thì sẽ có 10 cái chuông, chúng ta có 20 câu hỏi thì có 20 cái chuông. Số lượng cái chuông hay số lượng câu hỏi này sẽ số lượng cái chuông đúng số lượng câu hỏi. Em điều khiển học sinh bằng các phím phải trái lên xuống để di chuyển học sinh đến cây thông nhặt một cái chuông. Tại một thời điểm chỉ nhặt được một chuông. Khi nhặt được chuông thì giáo viên sẽ đọc câu hỏi có trong cái chuông đó. Đấy. Như vậy một cái chuông như vậy nó làm một cái clone, nó lưu một cái biến riêng. Thì khi mà giáo viên và khi mà học sinh mà chạm vào một cái chuông nó dính vào vòng học sinh, giáo viên sẽ đọc cái câu hỏi ứng với cái ID của cái chuông đó. Học sinh sẽ phải trả lời liên tục cho đến khi đúng thì thôi. Trả lời đúng, giáo viên nói đúng rồi thì nghỉ học sinh chơi tiếp. Khi đó cái chuông học sinh sẽ cầm sẽ biến mất. Học sinh sẽ bắt đầu từ góc sân để đi hái hoa tiếp nhé. Khi mà nếu mà học sinh làm sai thì sẽ phải hỏi lại liên tục cho khi đúng thì thôi. Khi đã hết chuông trên cây, tức là khi mà học sinh làm xong cái hoa dân chủ, thì giáo viên nói là chúc mừng em đã trò chơi đã kết thúc. Như vậy là học sinh sẽ phải liên tục lấy các chuông để trả lời câu hỏi. Cho đến khi mà hết câu hỏi thì thôi, hết chuông thì thôi nhé. Đó thì đó là cái bài tập để liên kết giữa cái việc mà game là lấy chuông và trả lời câu hỏi. Còn bài này thì bài số 2 này thì ngược lại, giải toán nhận quà. Tức là trên cái thông rất nhiều quà khác nhau. Học sinh muốn chạy đến nhận quà thì phải làm bài tập đã. Khi vào giáo viên sẽ hỏi một câu hỏi, học sinh trả lời đúng thì học sinh sẽ được chạy lên đây và nhận quà. Và tại một thời điểm nhận một quà thôi, khi nhận được quà học sinh sẽ ôm phần quà mà chạy về đây và thả tay ra, và giáo viên bấm nút space thì sẽ quà sẽ rơi vào đây. Học sinh sẽ lại quay đây để làm câu hỏi thứ hai, trả lời đúng thì lại chạy đây nhận quà xong lại đưa quà về đây. Cứ như vậy, khi nào học sinh nhận quà xong, số lượng quà bằng đúng số lượng câu hỏi mà giáo viên đang có nhé. Như vậy là hai bài này đều dùng chung một cái bộ dữ liệu, là chính là cái bộ dữ liệu của chúng ta đấy, là cái bộ dữ liệu là các câu hỏi tự luận đấy nhé. Đó thì bây giờ con là hết thời gian rồi, con nhé, các con về nhà làm cái bài tập này nhá. Thế hai bài này có cần phải được sáng tạo không hả thầy? Được quyền sáng tạo thoải mái nhé, quyền sáng tạo thoải mái nhé, nhưng vấn đề là phải có câu hỏi, phải có câu hỏi tự luận gốc. Con có thể là đặt câu hỏi mới của con tùy nhé, được chưa? À, nhưng mà gốc là phải làm theo cái bản này. Sáng tạo như nào nhỉ? Sáng tạo thúy các con sáng tạo, nhưng vẫn là một gốc của nó vẫn phải là trả lời câu hỏi trắc nghiệm nhá. Đó. Ok
Thế khó là gì? Khó là tạm thời điểm chỉ được cầm một, chỉ được cầm một cái quà thôi, hai quà. Khi chạm vào một quà, quà đó dính vào người của học sinh, có thể cầm về nhà, cầm về cái góc phải này nhé. Được chưa? Vâng ạ. Thôi chúng ta dừng ở đây nhá. Vâng. Các con nghỉ thi để còn ăn cơm, bây giờ muộn rồi. Ừ. Chào con à. Nhá. Ừ, bây giờ bác phải ghi lại. Ừ. Là khi mà chúng ta biết câu chuyện